cùng chào đón người dẫn chương trình đêm nay, Á hậu Thùy Vân, MC Thanh Tùng và Á hậu Phương Anh. Xin chào quý nhân minh đình. Ladies and gentlemen, welcome to Miss World Vietnam 2023. Và ngay lúc này chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đã đến với đêm chung kết toàn quốc của Wow Thế Giới Việt Nam năm 2023. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức phần trình diễn đồng diễn mở màn mang giai điệu sôi động của một mùa hè tháng 7 rực rỡ tại Bình Định. Và chắc chắn là quý vị đã nhìn thấy sự xuất hiện rất tuyệt vời của top 3 đương nhiệm Miss World Việt Nam 2022. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng chào đón Á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi. Và Hoa hậu Lê Lục Địa, Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Cùng với đó, đương kim Miss World Việt Nam Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Và trên sân khấu lúc này là 40 gương mặt rạng ngời của vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 trong trang phục của nhà thiết kế Thiên Cẩm. Và một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới top 3 Miss World Việt Nam năm 2022. Xin được cảm ơn biên đạo Khoa Nguyễn. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng dành thêm một tràng pháo tay nữa để chúc mừng 40 nhan sắc của đêm chung kết toàn quốc hôm nay. Các bạn đã vừa hoàn thành phần đồng diễn rất ấn tượng. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị, như vậy là thêm một lần nữa cuộc thi Miss World Việt Nam đã quay trở lại với thành phố biển tươi đẹp Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Và cũng trên chính sân khấu của Maryland Quy Nhơn ngày hôm nay, chúng ta sẽ được cùng nhau chờ đợi và chứng kiến những khoảnh khắc đăng quang của tân hoa hậu thế giới Việt Nam. Kính thưa quý vị, đêm chung kết toàn quốc mang chủ đề Sắc đẹp vì mục đích cao cả được phối hợp tổ chức bởi công ty Sen Vàng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, VTV9, dàn dựng bởi tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, và chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình đang được livestream trực tuyến trên kênh Fanpage Miss World Việt Nam, Maryland Quy Nhơn, Chi Đôn Việt Nam, Sâm Vàng, YouTube Sen Vàng TV cùng với TikTok Miss World Việt Nam. Kính thưa quý vị, đến tham dự đêm chung kết toàn quốc hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được chào đón sự hiện diện của đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Định. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng với chúng tôi chào đón sự hiện diện của các quý vị lãnh đạo tỉnh Bình Định. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đương kim Miss World 2021 Carolina Bilamska. Cùng với đó là sự hiện diện của Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trương Anh Tú, đại diện của nhà phát triển dự án Maryland Quy Nhơn, đơn vị tài trợ địa điểm tổ chức vòng chung kết toàn quốc. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Animet TRG, giám đốc điều hành công ty cổ phần dược phẩm AVOPV, nhà tài trợ Kim Cương. Xin trân trọng giới thiệu Hoa hậu Đoàn Thiên Ngân, giám đốc phát triển thương hiệu sâm tươi Hàn Quốc Sâm Vàng, nhà tài trợ Kim Cương. Tiếp theo chúng tôi xin được chào đón sự hiện diện của bà Bùi Thị Mỹ Cảnh, nhà sáng lập Long Beach World, cố vấn trang sức, nhà tài trợ Vương Nguyện và trang sức ngọc trai cao cấp. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Xuân, chủ tịch Sing Group, cố vấn thẩm mỹ và spa, nhà tài trợ thẩm mỹ và spa. Xin trân trọng giới thiệu bà Vân Nguyễn, CEO nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bo-On-Net Animal Nano Liquid, nhà tài trợ bạn. Xin được giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Trọng Thành, chủ tịch bệnh viện JT Angel, cố vấn phẫu thuật thẩm mỹ, nhà tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ. Xin được trân trọng giới thiệu bà Huỳnh Tiên, đại diện The Smith, đơn vị đồng tài trợ. Về phía ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Kim Dung, chủ tịch Miss World Việt Nam, tổng giám đốc công ty Sen Vàng, trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo Miss World Việt Nam 2023.
Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón và chúng tôi xin được giới thiệu các thành viên của ban giám khảo. Xin được giới thiệu top 12 Miss World 2019, Miss World Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh. Xin được trân trọng giới thiệu top 5 Hoa hậu Nhân ái Thế giới 2018, Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy. Xin trân trọng giới thiệu top 13 Miss World 2021, Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà. Trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Trân trọng giới thiệu MC diễn viên Vân Trang. Ngoài ra, chúng tôi còn hân hạnh được đón tiếp sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý, các cơ quan thông tấn báo đài và đặc biệt là toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi đêm chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón quý vị. Và kính thưa toàn thể quý vị, trước khi chúng ta đến với các phần dự thi của 40 thí sinh trong đêm chung kết ngày hôm nay, thì ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị dành đôi chút thời gian để cùng với chúng tôi nhìn lại chặng hành trình đã qua của Miss World Việt Nam 2023. Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, hành trình ghi dấu ấn và lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam, đa dạng, ấn tượng, thăng hoa cùng những phần trình diễn đỉnh cao. Họp báo khởi động Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 được tổ chức đánh dấu sự bắt đầu một mùa giải nhan sắc bùng nổ và ấn tượng. Các tour tuyển sinh tại các trường đại học được tổ chức trên toàn quốc với nhiều buổi trò chuyện, truyền cảm hứng thực tế và đầy thú vị. Vòng sơ khảo Miss World Việt Nam 2023 được diễn ra thu hút đông đảo các thí sinh trên toàn quốc quan tâm và đăng ký tham gia. 59 cô gái xuất sắc nhất tại vòng sơ khảo chính thức bước vào và tham gia các hoạt động hấp dẫn tại vòng chung khảo toàn quốc. Họp báo vòng chung khảo toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 quy tụ dàn Hoa Á hậu người nổi tiếng. Đây là dịp giới thiệu top 59 thí sinh xuất sắc nhất cùng tranh tài trong hành trình Miss World Việt Nam 2023. Người đẹp tài năng, các thí sinh chinh phục ban giám khảo bằng những tài năng của bản thân. Người đẹp du lịch, phần thi mà các cô gái chia sẻ, giới thiệu và quảng bá du lịch quê hương xứ sở. Các thí sinh Miss World Việt Nam đã đến và thắp hương tưởng niệm cho các chiến sĩ đã ngã xuống tại nghĩa trang Đường Sát. Bên cạnh đó, hưởng ứng ngày môi trường thế giới, các cô gái đã cùng nhau dọn vệ sinh bãi biển Cần Giờ. Vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023 được tổ chức tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đêm trình diễn nhan sắc rực rỡ và thăng hoa, top 40 thí sinh tiếp tục bước vào vòng chung kết toàn quốc và có cơ hội đến gần hơn với chiếc vương miện danh giá của từng Miss World Việt Nam 2023. Họp báo công bố vương miện và chương trình Việt Nam Beauty Fashion Fashion Four, chiếc vương miện danh giá cho từng Miss World Việt Nam 2023 đã chính thức lộ diện. Người đẹp nhân ái, phần thi ý nghĩa và đầy xúc động. Các cô gái không chỉ xinh đẹp, bản lĩnh mà còn phải có trái tim giàu xúc cảm và tình yêu thương. Lễ công bố vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam tại Quy Nhơn, Bình Định. Sự kiện vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Định tại sự kiện. Các hoạt động hấp dẫn tại Bình Định cũng được giới thiệu. Phần thi Head to Head, người đẹp bản lĩnh, nơi các cô gái tự tin cất lên tiếng nói, góc nhìn, sự nhạy cảm của bản thân trước những vấn đề xã hội. Thí sinh có cơ hội đến Thiền viện Thiên Hưng, một trong những địa điểm tâm linh nổi tiếng tại Bình Định. Các cô gái top 40 Miss World Việt Nam thể hiện sức khỏe, sức bền, sự dẻo dai của bản thân tại phần thi người đẹp thể thao. Việt Nam Beauty Fashion Fest, sàn diễn thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế được sáng lập bởi đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Với sự góp mặt của những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam tại vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023, BBFF Season 3 được tổ chức tạo cơ hội để các thí sinh sải những bước khách quốc tự tin và thần thánh. BBFF Season 4 được tổ chức tại Maryland Quy Nhơn với chủ đề Miss Beauty and Calling in Love. Đây là ngày hội thời trang được dàn dựng công phu, hoành tráng, thu hút sự quan tâm của nhiều cô sao nổi tiếng cũng như truyền thông trong và ngoài nước. Chặng hành trình Miss World Việt Nam với nhiều cung bậc cảm xúc, các cô gái từ mọi miền tổ quốc hội tụ nhau tại nơi đây cùng trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời của thanh xuân và tuổi trẻ.
đêm chung kết Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 diễn ra tại Maryland, Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Đêm hội sắc đẹp ấn tượng và hoành tráng sắp bắt đầu. Ai sẽ là người chạm tay đến chiếc vương miện danh giá? Hãy cùng chờ đón. Vâng, thưa quý vị, đó là một hành trình vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ với những trải nghiệm rất tuyệt vời dành cho top 40 cô gái xinh đẹp của chúng ta. Và chắc chắn rồi, trong đêm nay họ sẽ tỏa sáng cùng với tình yêu mến của tất cả quý vị. Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss World Việt Nam 2023 sẽ phát biểu khai mạc đêm chung kết toàn quốc. Xin được trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý nhà tài trợ, quý khách mời cùng tất cả quý vị khán giả thân thương. Đêm nay tại Maryland Quy Nhơn, chúng tôi tổ chức đêm chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 sau một hành trình dài rất đáng nhớ từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố biển Quy Nhơn, Bình Định. Để làm được hành trình dài này, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo ngành văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo và người dân Bình Định đã ủng hộ, hướng dẫn để chúng tôi có thể thực hiện chương trình theo đúng các quy định về tổ chức biểu diễn. Ngày hôm nay trong không gian rất là tươi đẹp, cũng có xíu mưa, nhưng mà tôi hy vọng rằng là sau bài phát biểu này thì trời sẽ quang mây tạnh để chúng ta có thể thưởng thức chương trình một cách tốt hơn. Kính thưa quý vị, suốt những năm qua, chúng tôi đã có hai thế hệ Miss World Việt Nam rất thành công và rất đáng tự hào. Đó là những Lương Thùy Linh, Nguyễn Hà Kiều Loan, Nguyễn Tường Sang, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Lê Huỳnh Bảo Ngọc và Nguyễn Phương Nhi. Chính các bạn đã góp phần cho những cái khát khao và đam mê của chúng tôi thành hiện thực. Đó là tạo nên những thế hệ hoa hậu xinh đẹp, trí thức, giàu lòng nhân ái và đặc biệt là có giá trị cho cộng đồng, có giá trị cho xã hội. Chúng tôi tự hào về điều này. Nếu không có các bạn, dẫu cho chúng tôi có là một nhà sản xuất tốt như thế nào, chúng tôi có tiềm lực để làm truyền thông như thế nào và các nhà tài trợ có ủng hộ chúng tôi như thế nào thì chúng tôi cũng không thể nào thành công trong cuộc thi Miss World Việt Nam cũng như là cũng những cuộc thi nhan sắc khác mà chúng tôi làm. Chất liệu chính của các cuộc thi sắc đẹp đó chính là thí sinh. Cho nên chúng tôi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến quý vị phụ huynh. Quý vị đã cho con em mình một hình hài xinh đẹp, trí thức, dạy dỗ các em thật nhiều, giữ gìn đạo đức để các em có thể tiến đến cuộc thi và mang lại những giá trị cho công chúng, giá trị cho cộng đồng. Điều đó đã tạo một cái niềm cảm hứng rất là lớn cho các bạn nữ trẻ. Có rất là nhiều bạn gái nhỏ đã tương tác trên những nền tảng mạng xã hội mà tôi sử dụng. Các bạn thường hay chia sẻ với tôi rằng là dì Dung ơi, chị Dung ơi, con mới có 14 tuổi hoặc 13 tuổi nhưng con sẽ cố gắng học thật giỏi, học giỏi tiếng Anh, cố gắng uống sữa, bơi lội, thể thao để con có thể cao lớn và giỏi giang để có thể đi thi hoa hậu. Điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta chỉ nhìn dưới góc độ của một cuộc thi hoa hậu. Nếu nhìn dưới những góc độ ảnh hưởng khác tốt hơn cho gia đình, cho xã hội, thì nếu như tất cả các bạn gái trẻ đều cao hơn, đẹp hơn, giỏi hơn, thì rõ ràng là chúng ta sẽ được thừa hưởng rất là nhiều những điều từ các cô gái này. Và tôi nghĩ rằng là nếu một ngày các người cha, người chồng trở về nhà của mình, tất cả những người phụ nữ trong gia đình đều xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, nhân ái hơn, vị tha hơn, thì tôi nghĩ là tất cả các anh đẹp trai ở đây đều sẽ thấy hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Kính thưa quý vị, chúng tôi rất là vui mừng khi mà được lãnh đạo Quy Nhơn, lãnh đạo tỉnh Bình Định đón tiếp và ủng hộ chúng tôi. Đêm nay, nếu có bất kỳ vấn đề gì sơ sót trong công tác tổ chức, bởi lẽ là hơn 15.000 người ngồi đây, chúng tôi dù có cố gắng mấy để thực hiện rất là chu đáo, thì chúng tôi cũng không thể chu đáo hết đến từng người. Mong quý vị sẽ bỏ qua nếu có những sơ sót. Cuối cùng, xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Cùng chúng tôi thưởng thức một đêm nghệ thuật tuyệt vời và hãy cùng chào đón top 3 Tân Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam.
Ban giám khảo của chúng tôi chắc chắn sẽ làm việc hết sức công tâm và trách nhiệm để tìm ra một top 3 đúng với lòng mong mỏi của tất cả chúng ta. Và chúng tôi xin cam kết chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những dự án, những chương trình để có giá trị cho cộng đồng hơn nữa. Đó chính là giá trị của chúng tôi. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn bài phát biểu của bà Phạm Kim Dung. Kính thưa quý vị, như đã thông báo trước đó, cổng bình chọn chính thức của cuộc thi tại website missworldvietnam.bvote.vn sẽ đóng vào lúc 20:45 trong ngày hôm nay. Nên quý vị ơi, xin đừng bỏ lỡ phần bình chọn cho những thí sinh mà mình yêu thích nhất. Và kết quả người đẹp được yêu thích nhất vòng chung kết sẽ được chúng tôi công bố sau thời gian đóng cổng bình chọn. Còn bây giờ, quý vị xin đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút nữa. Chúng tôi xin được chào đón toàn thể quý vị quay trở lại với Miss World Việt Nam 2023 và chúng ta đang có mặt trong đêm chung kết toàn quốc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam từ sân khấu Maryland Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ ít phút trước đây, nếu như quý vị yêu mến cũng như là ấn tượng với thí sinh nào trong đêm chung kết ngày hôm nay thì quý vị hãy nhanh tay để bình chọn cho thí sinh mà quý vị yêu thích qua trang web bình chọn của chúng tôi với địa chỉ đó chính là Miss World Việt Nam .bvote.vn. Và khi mà chúng ta bình chọn cho thí sinh mình yêu thích, điều này đồng nghĩa với việc là quý vị đang giúp thêm cơ hội để thí sinh mà quý vị ấn tượng có thể có mặt trong top 10 chung cuộc. Và chúng tôi xin được chia sẻ là ngay lúc này đây, thời gian bình chọn còn rất ít, vì vậy mà quý vị sẽ tranh thủ và đừng bỏ lỡ cơ hội này quý vị nhé. Quý vị thân mến, Bình Định đang là điểm sáng trên bản đồ du lịch biển đảo Việt Nam. Nơi đây cũng đã đi vào nhiều tác phẩm thơ ca, nhạc hòa. Nổi bật là kho tàng sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi ông theo học tại Quy Nhơn, Bình Định. Và nhạc phẩm mang tên Biển Nhớ cũng đã ra đời trong khoảng thời gian này khi chàng trai trẻ Trịnh Công Sơn chìm đắm trong nỗi nhớ thương da diết với người con gái mình yêu. Sinh thời, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thường trìu mến nhắc về thành phố biển như nàng thơ cho ông nguồn cảm hứng bất tận và luôn mong ước được quay về. Thưa quý vị, là vào năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã khánh thành tượng đài người nhạc sĩ tài hoa tại công viên cạnh Đại học Quy Nhơn nhằm tôn vinh và là điểm nhấn du lịch, góp phần làm giàu thêm mảng văn hóa có bề dày của tỉnh. Giữa biển trời Quy Nhơn ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm về vẻ đẹp trữ tình trong âm nhạc Trịnh Công Sơn thông qua giọng hát truyền cảm của một người con đất Bình Định, nam ca sĩ Quang Dũng. Cùng với đó là phần thi trang phục áo dài của top 40 vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023. Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, soi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn, gọi chung dưng gió ngập hồn, bàn tay chăn gió mưa xa. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng, hôn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn. Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ, đàn lên cung phím chờ, sầu lên đây hoang vu.
ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê. Ngày mai em đi, con đã xem phong dù buồn, đèn phố nghe mưa tội hơn, nghe ngoài trời giăng mây luôn. Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin xa. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà của các thí sinh Miss World Việt Nam trong bộ sưu tập mang tên miền di sản của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cùng với trang sức ngọc trai cao cấp Long Beach Pearl. Áo dài trong bộ sưu tập miền di sản, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã khéo léo mang tinh hoa dân tộc mình vào trong từng thiết kế, từ đó nâng tầm áo dài truyền thống lên một cung bậc mới, tinh xảo và độc đáo. Và trình diễn trên sân khấu lúc này là số báo danh 311 Đỗ Trần Ngọc Thảo đến từ thành phố Hồ Chí Minh và số báo danh 079 Trần Thị Khánh Ly đến từ Nam Định. Thí sinh mang số báo danh 153 Lê Minh Duyên đến từ Thái Bình và số báo danh 015 Trần Phương Nhi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm thí sinh tiếp theo, số báo danh 015, số báo danh 174 Đỗ Thủy Dung đến từ Bình Dương và số báo danh 117 Nguyễn Ngô Nhật Hạ đến từ Đà Nẵng. Mang số báo danh 332 Nguyễn Thị Lan Anh đến từ Hà Nội và số báo danh 351 Trần Hải Vi đến từ Hải Phòng. Số báo danh 055 Trần Thị Phương Nhung đến từ Quảng Bình.
trình diễn thủ thí sinh mang số báo danh 433 Đoàn Minh Thảo đến từ Hà Nội và số báo danh 051 Nguyễn Ngân Hà đến từ Nghệ An. Và đây phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 068 Mai Thị Hà Thu đến từ Hải Phòng và số báo danh 512 Huỳnh Minh Kiên đến từ Ninh Thuận. Phần trình diễn tiếp theo của thí sinh mang số báo danh 420 Trần Thị Thoa Thương đến từ Quảng Nam và số báo danh 151 Nguyễn Lê Hoàng Linh đến từ Nam Định. Phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 123 Hoàng Thu Huyền đến từ Thái Nguyên và số báo danh 014 Huỳnh Trần Ý Như đến từ Bình Định. Chúng ta đang đến với phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 095 Võ Tần Xanh Vi đến từ Thừa Thiên Huế và số báo danh 256 Nguyễn Thị Thúy Ngọc đến từ Long An. Chào đón các thí sinh tiếp theo trong thiết kế áo dài đến từ bộ sưu tập mang tên Tiếng Sóng của nhà thiết kế Việt Hùng. Cùng với trang sức ngọc trai cao cấp Long Beach Burn.
Bộ sưu tập Tiếng Sóng được nhà thiết kế Việt Hùng lấy cảm hứng từ chính vẻ đẹp của biển Quy Nhơn với những ngọn sóng êm đềm, tạo điểm nhấn bằng hoa văn bay bổng trên thân của tà áo, đính kết cầu kỳ giúp tôn lên nét thanh tú của các thí sinh. Và số báo danh 303 Phạm Thị Tú Trinh đến từ Bình Phước. Phần trình diễn tiếp theo của thí sinh mang số báo danh 193 Lê Thị Kim Hậu đến từ Cần Thơ và số báo danh 012 Nguyễn Minh Trang đến từ Hà Nội. Số báo danh 203 Nguyễn Hồng Thanh đến từ Cần Thơ và thí sinh mang số báo danh 273 Trần Thị Tú Hảo đến từ Tiền Giang. Phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 188 Bùi Thị Hồng Trang đến từ Quảng Ninh và số báo danh 027 Nguyễn Thị Liên đến từ Đắk Lắk. Phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 164 Võ Quỳnh Thư đến từ Đắk Lắk và số báo danh 066 Phạm Phi Phụng đến từ An Giang. Trình diễn trên sân khấu lúc này là thí sinh mang số báo danh 165 Hoàng Thị Yến Nhi đến từ Đồng Nai và số báo danh 010 Nguyễn Phương Linh đến từ Hà Nội. Số báo danh 142 Trần Thị Hồng Linh đến từ Đà Nẵng và số báo danh 113 Phùng Thị Hương Giang đến từ Thanh Hóa. Phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 102 Đỗ Thị Phương Thanh đến từ Thái Bình và số báo danh 039 Nguyễn Thị Phượng đến từ Thanh Hóa. Tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 064 Đào Thị Hiền đến từ Nghệ An và thí sinh mang số báo danh 158 Nguyễn Thiên Thanh đến từ Đồng Tháp. Số báo danh 119 Nguyễn Hà My đến từ Đồng Tháp và số báo danh 211 Bùi Khánh Linh đến từ Bắc Giang.
không có cái chữ đầu tiên và có đâu bao giờ, đâu có cái chữ sau cùng. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta, tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Cành mai rụng cánh hoa mai gầy, chim chóc hót tiếng qua đời, người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai, người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai. Cảm ơn ca sĩ Quang Dũng, ca sĩ Hiền Thục cùng với Vũ Đầy Sắc Màu đã mang đến cho chúng ta chuỗi ba ca khúc gắn liền với tên tuổi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Bị Nhớ, Nắng Thủy Tinh và Ngẫu Nhiên. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là vẻ đẹp bình yên của biển Quy Nhơn đã khắc sâu trong tâm trí của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chính sự êm đềm của thành phố biển đã xoa dịu, vỗ về và chắp bút cho cảm xúc trong ông thăng hoa trở thành âm nhạc mang triết lý nhân sinh nhẹ nhàng và nhắc nhở mỗi người trong số chúng ta thêm yêu cuộc sống, yêu đời và yêu người. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn ca sĩ Quang Dũng, một người con của Quy Nhơn, và xin được cảm ơn ca sĩ Hiền Thục. Và chúng tôi cũng xin chúc mừng top 40 thí sinh đã hoàn thành phần thi đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và để ghi nhận những nỗ lực cũng như là những cố gắng của các bạn trong vòng chung kết toàn quốc, ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Đoàn Văn Phi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định. Xin trân trọng kính mời ông Trương Anh Tú, đại diện nhà phát triển dự án Maryland Quy Nhơn, đơn vị tài trợ địa điểm tổ chức vòng chung kết toàn quốc. Xin mời lên sân khấu bà Đào Thị Kim Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV RV Group, nhà tài trợ Kim Cương. Xin trân trọng kính mời Hoa hậu Đoàn Thi Ngân, Giám đốc phát triển thương hiệu Sâm Tươi Sâm Vàng, nhà tài trợ Kim Cương sẽ lên sân khấu để trao hoa cho top 40 thí sinh. Kính thưa quý vị, khi chúng ta theo dõi quá trình tập luyện cũng như là được chứng kiến sự nỗ lực hết mình của các thí sinh trong suốt khoảng thời gian mà các bạn đồng hành và tham dự cuộc thi, thì chúng ta có thể hiểu và thấy rằng là những cô gái trẻ đang hiện diện trên sân khấu vào lúc này đều đã trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình. Và chính những khoảnh khắc trên sân khấu này là những món quà vô giá mà các bạn đã có được sau cả một quá trình nỗ lực để khẳng định bản thân. Mong rằng khoảng thời gian tham gia Miss World Việt Nam sẽ giúp các bạn thí sinh của chúng ta trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, sẵn sàng cho những dự định sắp tới, và đặc biệt là thể hiện thật tốt khi bước vào các phần thi quan trọng trong đêm nay. Vâng, và ngay lúc này chúng tôi xin được kính mời các quý vị đại biểu sẽ cùng nán lại để chúng ta lưu lại những khoảnh khắc và những bức hình với top 40 nhan sắc của đêm chung kết toàn quốc Miss của Việt Nam năm 2023. Vâng, thưa quý vị, trong không gian của thành phố biển tươi đẹp Quy Nhơn tỉnh Bình Định, cùng với những nhan sắc trên sân khấu và sự cổ vũ cũng như là sự hiện diện của tất cả quý vị khán giả đã có mặt tại đây, tôi tin rằng đây sẽ là những khoảnh khắc rất đáng nhớ đối với mỗi chúng ta, để góp phần giúp cho cuộc sống sẽ luôn có được những giây phút thật sự ý nghĩa. Và thưa quý vị, để có mặt trong đêm nay thì 40 thí sinh và nhan sắc của chúng ta đã có một hành trình gắn kết. Và một lần nữa chúng tôi xin được thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu. Kính thưa quý vị, bên cạnh vẻ đẹp ngoại hình thì vẻ đẹp tâm hồn
cùng với một trái tim nhân ái và tấm lòng trắc ẩn, biết rung động trước những số phận và hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Đây mới chính là những mảnh ghép hoàn hảo nhất về chân dung của nhan sắc người sở hữu chức vương miện Hoa hậu thế giới Việt Nam. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi hành trình đầy cảm xúc mang tên Người đẹp nhân ái. Người đẹp nhân ái Miss World Việt Nam 2023, hành trình gieo mầm tử tế, lan tỏa yêu thương, tôn vinh vẻ đẹp từ lòng nhân ái. Người đẹp nhân ái, một cái phần thi khá quan trọng của Miss World chứ không riêng gì Miss World Việt Nam. Nó sẽ là nơi để các em thể hiện bản lĩnh, thể hiện tâm hướng thiện của mình. Lòng nhân ái không chỉ được thể hiện bởi những dự án thiện nguyện có quy mô tầm cỡ mà nó còn thể hiện qua những hành động nhỏ trong cuộc sống. Trải qua vòng sơ khảo Người đẹp nhân ái 2023, 16 thí sinh xuất sắc nhất đã được chia thành 4 nhóm và bốc thăm thực hiện dự án nhân ái. Có những bạn nhỏ mà đã phải chịu những cái cơn đau của bệnh tật, thật sự là xương nó bị mục á, cái nó bị gãy luôn. Không tưởng tượng nổi mà có thể nó nhanh tới vậy. Tính đi hiến thận cho con thì người ta phát hiện cô cũng mang bệnh. Bà chỉ là biết là đi ra đi vô nên nó bệnh thôi chứ bà chưa biết là đi chơi ở đâu được, đâu hết trơn. Mong muốn của con là được về nhà đoàn tụ với gia đình, chơi với các em ở nhà. Con chỉ sống bình thường à. Em rất là khao khát muốn thực hiện cái dự án của mình. Mong muốn rằng có thể tiếp lửa đam mê cho các em, cho các em tự tin hơn rất là nhiều. Dự án Tiếp lửa yêu thương giúp đỡ cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại khoa chạy thận nhân tạo Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Nụ cười cho em, nhóm thí sinh tìm gặp và tổ chức sinh nhật cho các bệnh nhi ung thư máu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Nữ chiến binh hồng lan tỏa tinh thần lạc quan, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho các bệnh nhân ung thư vú tìm lại vẻ đẹp vốn có của mình. Dự án Phiên chợ tử tế tổ chức phiên chợ không đồng, trao tặng hàng ngàn phần quà cho những bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Quân y 175. Lần đầu tiên bà mới được thấy niềm vui đó. Đó là một cái động lực các cô vươn lên và sống tốt, sống tiếp. Với thông điệp sắc đẹp vì mục đích cao cả, hãy cùng chờ xem các cô gái nào sẽ bước tiếp vào top 5 người đẹp nhân ái Miss World Việt Nam 2023, thực hiện sứ mệnh trao gửi yêu thương và mang những điều tốt đẹp đến cho cộng đồng. Thưa quý vị, trao gửi yêu thương và mang những điều tốt đẹp đến với cộng đồng, đó cũng chính là điều mong muốn của tất cả chúng ta để cuộc sống luôn được chia sẻ và hạnh phúc sẽ được nhân lên càng nhiều càng tốt. Và đây cũng chính là hành trình mà mỗi một thí sinh của Miss World Việt Nam luôn luôn mong muốn đạt được và hướng tới. Và với những hình ảnh mà chúng ta đã vừa xem, chúng tôi phần nào đã chia sẻ với quý vị về những tấm lòng, về sự nhân ái và tử tế đến từ các thí sinh của cuộc thi năm nay. Và trên tay của chúng tôi lúc này đó chính là top 5 đề cử người đẹp nhân ái của Miss World Việt Nam năm 2023. Chúng tôi xin nói lời chúc mừng và thí sinh đầu tiên nằm trong top 5 đề cử người đẹp nhân ái, số báo danh 064, Đào Thị Hiền, với dự án Tiếp lửa yêu thương. Xin chúc mừng. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 404 Phạm Hương Anh với dự án Tiếp lửa yêu thương. Số báo danh tiếp theo sẽ được sướng lên. Đây chính là người đẹp thứ 3 nằm trong top 5. 102 Đỗ Thị Phương Thanh với dự án Nụ cười cho em. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 203 Nguyễn Hồng Thanh với dự án Nữ chiến binh hồng. Và thí sinh thứ 5 nằm trong top 5 người đẹp nhân ái với dự án Phiên chợ tử tế. Xin mời tiến lên phía trên và chúc mừng thí sinh mang số báo danh 012 Nguyễn Minh Trang.
Chúng tôi cũng xin kính mời lên sân khấu bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức và đương kim Miss World 2021, Carolina Bielowska sẽ lên trao cúp cho top 5 đề cử danh hiệu người đẹp nhân ái. We would like to invite Miss World 2021 Carolina Bielowska to give the trophy to the top 5 beauty with a purpose of Miss World Vietnam 2023. Một lần nữa xin được chúc mừng top 5 đề cử người đẹp nhân ái, và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới bà Phạm Kim Dung. Và xin được mời các người đẹp nhân ái chúng ta nằm trong top đề cử sẽ quay trở lại vị trí của mình. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng lên phía trên sân khấu và cùng với chúng tôi theo dõi một đoạn phim ngắn để điểm lại phần thi người đẹp du lịch vòng chung kết toàn quốc. Vòng thi người đẹp du lịch. Các thí sinh đã chinh phục ban giám khảo bằng những phần giới thiệu đầy thuyết phục, lôi cuốn và ấn tượng. Xin chào tất cả mọi người, mình đã có mặt tại thành phố biển Quy Nhơn. Nơi đây mang cho mình một vẻ đẹp hoang sơ nhưng cũng rất cuốn hút và cho Nhi rất nhiều cảm xúc khi có thể đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy được toàn cảnh hùng vĩ của thiên nhiên nơi này. Bãi biển xanh mát kéo dài với cát mịn và nước biển trong xanh tạo nên một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích bãi biển và nghệ thuật ảnh. Chúng ta không thể bỏ lỡ con hẻm với những bức tranh bích họa mang đầy ký ức tuổi thơ, và không thể không check in bờ biển cát trắng tại đây. Lẽ một chút kiển đáo, một chút làng phong Quy Nhơn, nơi tưởng niệm của vị sĩ Hào Mặc Tử, và cũng là nơi ông đã sinh sống ở những ngày cuối đời, gắn chịu với căn bệnh cùi quái ác. Nơi đây như là một góc khuất nhỏ của thành phố biển Quy Nhơn. Not too busy, not too much hustle. Nếu có cơ hội, bạn hãy đến Quy Nhơn một lần để tận mắt ngắm nhìn những làn nước biển trong vắt, để tai được lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào và trái tim cảm nhận được sự yêu thương nồng hậu của một vùng biển đẹp, tự hào là thành phố du lịch của nước nhà. Năm cô gái được gọi tên: Trần Phương Nhi, số báo danh 015, Đào Thị Hiền, số báo danh 064, Phạm Thị Tú Trinh, số báo danh 303, Lê Thị Kim Hậu, số báo danh 193, Trần Thị Hồng Linh, số báo danh 142. Sau khi được xướng tên, năm cô gái của chúng ta tiếp tục thực hiện những clip ngắn giới thiệu về vùng đất Quy Nhơn, Bình Định và đăng tải trên nền tảng mạng xã hội. Ai sẽ là người đẹp du lịch Miss World Việt Nam 2023? Hãy cùng chờ đón trong ít phút nữa. Quý vị thân mến, trên sân khấu lúc này đó chính là top 5 đề cử cho danh hiệu người đẹp du lịch. Xin được chúc mừng số báo danh 064 Đào Thị Hiền, số báo danh 303 Phạm Thị Tú Trinh, số báo danh 142 Trần Thị Hồng Linh, số báo danh 015 Trần Phương Nhi và số báo danh 193 Lê Thị Kim Hậu. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi sẽ công bố danh hiệu người đẹp du lịch Miss World Việt Nam 2023. Thưa quý vị, danh hiệu này đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 193 Lê Thị Kim Hậu. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng người đẹp du lịch Lê Thị Kim Hậu. Xin chúc mừng bạn. Ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Chủ tịch công ty Relief Pharma Việt Nam, nhà tài trợ Kim Cương sẽ trao cúp, và Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ trao sash cho thí sinh chiến thắng danh hiệu người đẹp du lịch. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn các thí sinh còn lại trong top đề cử người đẹp du lịch. Chúng tôi hy vọng rằng là không chỉ trong phạm vi cuộc thi này mà chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội hơn nữa để quảng bá du lịch về mảnh đất và con người Quy Nhơn cũng như là Bình Định, một mảnh đất rất thân thiện giàu truyền thống. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng tới danh hiệu người đẹp du lịch Lê Thị Kim Hậu. Xin chúc mừng bạn.
Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý đại biểu. Và quý vị thân mến, đừng rời mắt khỏi màn hình vì chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút nữa. Tôi tên Nguyễn Minh Hà, đến từ Nghệ An. Tôi tên Huỳnh Trần Ý Nhi, đến từ Bình Định. Tôi tên Bùi Thị Hồng Trang, đến từ Quảng Ninh. Tôi tên Trần Hải Vi, đến từ Hải Phòng. Tôi tên Nguyễn Thị Thúy Ngọc, đến từ Long An. Tôi tên Nguyễn Hà My, đến từ Đồng Tháp. Tôi tên Võ Quỳnh Thư, đến từ Đắk Lắk. Tôi tên Đỗ Thanh Hường, đến từ Thanh Hóa. Tôi tên Trần Thị Phương Nhung, đến từ Quảng Bình. Tôi tên Hoàng Thị Yến Nhi, đến từ Đồng Nai. Tôi tên Trần Thị Hoa Thương, đến từ Quảng Nam. Tôi tên Đỗ Thị Phương Thanh, đến từ Thái Bình. Tôi tên Phùng Thị Hương Giang, đến từ Thanh Hóa. Tôi tên Đỗ Trần Ngọc Thảo, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Nguyễn Thị Liên, đến từ Đắk Lắk. Tôi tên Nguyễn Phương Linh, đến từ Hà Nội. Tôi tên Võ Tấn Sâm Vi, đến từ Thừa Thiên Huế. Tôi tên Mai Thị Hà Thu, đến từ Hải Phòng. Tôi tên Nguyễn Minh Trang, đến từ Hà Nội. Tôi tên Phạm Phi Phụng, đến từ An Giang. Tôi tên Bùi Khánh Linh, đến từ Bắc Giang. Tôi tên Phạm Hương Anh, đến từ Hà Nội. Tôi tên Nguyễn Hồng Thanh, đến từ Cần Thơ. Tôi tên Nguyễn Thiên Thanh, đến từ Đồng Tháp. Tôi tên Trần Thị Tú Hảo, đến từ Tiền Giang. Tôi tên Đoàn Minh Thảo, đến từ Hà Nội. Tôi tên Đỗ Thùy Dung, đến từ Bình Dương. Tôi tên Nguyễn Lê Hoàng Linh, đến từ Nam Định. Tôi tên Trần Thị Hồng Linh, đến từ Đà Nẵng. Tôi tên Nguyễn Thị Lan Anh, đến từ Hà Nội. Tôi tên Lê Mỹ Duyên, đến từ Thái Bình. Tôi tên Trần Thị Khánh Ly, đến từ Nam Định. Tôi tên Lê Thị Kim Hậu, đến từ Cần Thơ. Tôi tên Đào Thị Hiền, đến từ Nghệ An. Tôi tên Hoàng Thu Huyền, đến từ Thái Nguyên. Tôi tên Nguyễn Ngô Nhật Hạ, đến từ Quảng Nam.
Tôi tên Phạm Thị Tú Trinh, đến từ Bình Phước. Tôi tên Nguyễn Thị Phượng, đến từ Thanh Hóa. Tôi tên Trần Phương Nhi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Huỳnh Minh Kiên, đến từ Ninh Thuận. Vừa rồi chính là cận cảnh top 40 những cô gái xinh đẹp trong vòng chung kết của Miss World Việt Nam 2023. Có thể thấy là những thí sinh của chúng ta vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ khi đến với Bình Định trong những ngày này, phải không ạ? Chắc chắn rồi, với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng cần giữ được nét đẹp hoang sơ thì không thể nào mà không siêu lòng với Bình Định, phải không chị Vân? Vâng, và Phương Anh có biết là điều đặc biệt mà vùng biển này sở hữu là gì ấy không ạ? Vâng thưa quý vị, đó chính là địa thế hình dáng cong cong vô cùng quyến rũ của những núi non hùng vĩ ở tại bán đảo Hải Giang, Maryland, Quy Nhơn, nơi mà tất cả chúng ta đang có mặt tại đây. Vâng thưa quý vị, và cũng chính bởi địa thế như thế mà tại vùng biển này có rất là nhiều những bãi tắm đẹp và một cái vùng biển yên thơ, nên bình, thanh bình để chúng ta có thể đến đây du lịch và nghỉ dưỡng ạ. Ngoài biển đẹp thanh bình thì Bình Định cũng còn được mệnh danh là vùng đất võ. Với võ cổ truyền Bình Định là cái nôi của nghệ thuật bài chòi mang đậm bản sắc văn hóa và cũng là địa phương còn gìn giữ bảo tồn được những di sản kiến trúc tháp trăm cổ. Bên cạnh đó còn là những điểm đến của các tín đồ đam mê ẩm thực địa phương. Vâng, và nghe qua đây thì chúng ta đã thấy rằng là mình rất muốn sẽ được lưu lại đây không chỉ là một ngày đâu mà sẽ còn nhiều nhiều ngày, đúng không ạ? Vâng ạ, và ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ lại top 40 thí sinh của vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 cùng với sự xuất hiện của nữ ca sĩ Lona và vũ đài sắc màu thông qua tiết mục mang tên Thích hay là yêu? Còn chưa biết! Chưa biết thật tình em cũng thấy hay. Người như trên máy bay độ cao chỉ có mình em mới hiểu, như tim đập nhanh còn hơn hỏa lực. Anh nói anh yêu giọng ca của em á, còn em yêu chiếc môi của anh. Thời gian anh có không ngày mai để em ở trước nhà em đi, còn đây giúp phồn của em. Không trên 6933 lại à thôi, không cho anh nữa. Phone đã bao nhiêu đưa để cho em kiểu trêu anh thôi đó. Không yêu hay yêu, không yêu hay yêu, không yêu hay yêu đây. Insta, Facebook kinh không em cho anh này. Anh chẳng ngọt ngào làm vỡ tung hay ta, nhưng ngón tay đan nhau mình múa trên rung bay à. Trái tim màu hồng chỉ muốn yêu thật nồng. Anh làm soi đi anh ơi, còn em sẽ làm kiểu. Hôn em nhanh đi anh không kịp bây giờ. Khi anh đi bên em không cần xem giờ. Đồng hồ xoay thêm bao nhiêu lâu thì bọn mình cũng không quen nhau đâu. Bọn mình chỉ muốn la 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 la. Trái tim màu hồng chỉ muốn yêu thật đậm.
trên ba ba lại à thôi không cho anh nữa. Vốn là bao nhiêu nơi đây cho em ghẹo treo anh thôi đó. Không yêu hay yêu, không yêu hay yêu, không yêu hay yêu đây. Insta, Facebook, kìm không em cho anh ấy. Anh chẳng ngọt ngào làm vỡ tung hay ta những ngón tay đàn nhau mình múa trên vùng tay à. Trái tim màu hồng chỉ muốn yêu thật nồng. Anh làm soi đi anh ơi, còn em sẽ làm kiều. Trên tay của Phương Anh ngay lúc này đó chính là kết quả của top 20 chung cuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu với phần công bố kết quả danh hiệu Người Đẹp Biển. Trên màn hình lúc này cũng chính là top 5 đề cử cho danh hiệu Người Đẹp Biển Miss World Việt Nam 2023. Vâng thưa quý vị, và theo kết quả mà chúng tôi có được từ ban giám khảo của cuộc thi thì danh hiệu Người Đẹp Biển đã gọi tên thí sinh mang sổ báo danh 211 Bùi Khánh Linh. Xin được chúc mừng Bùi Khánh Linh. Chúc mừng bạn đã có mặt trong top 20 chung cuộc. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Huỳnh Tiên, đại diện đơn vị đồng tài trợ sẽ lên trao cúp, và bà Trần Thiên Di, đại diện đơn vị tài trợ lưu trú sẽ trao sắc cho Người Đẹp Biển. Vâng thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã biết được cô gái đầu tiên vào top 20 chung cuộc rồi phải không ạ? Thưa quý vị, những thí sinh của chúng tôi đã có những thước phim và đã có phần trình diễn vô cùng khỏe khoắn và quyến rũ trên sân khấu. Và xin được cảm ơn các đại biểu và một lần nữa xin được chúc mừng Người Đẹp Biển Bùi Khánh Linh. Và thí sinh chiến thắng danh hiệu Người Đẹp Truyền Thông sẽ là cô gái kế tiếp được bước vào top 20 chung cuộc. Xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ giúp chúng tôi công bố kết quả của phần thi này. Vâng, và xin được chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 095 Võ Tấn Sanh Vy đã giành được danh hiệu Người Đẹp Truyền Thông Miss World Việt Nam 2023. Xin trân trọng kính mời bà Vân Nguyễn, đại diện nhà tài trợ bạc sẽ lên trao cúp, và bà Võ Thị Thùy Dương, đại diện đơn vị tài trợ lưu trú sẽ lên trao sash cho Người Đẹp Truyền Thông. Vâng thưa quý vị, như vậy là thí sinh Võ Tấn Sanh Vy đã ghi tên mình vào top 20 chung cuộc. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu và một lần nữa xin được chúc mừng cho Người Đẹp Truyền Thông. Và tiếp theo, cô gái có mặt trong top 20 xin được chúc mừng Người Đẹp Tài Năng 051 Nguyễn Ngân Hà. Xin chúc mừng Người Đẹp Bản Lĩnh 303 Phạm Thị Tú Trinh. Tiếp theo xin được chúc mừng thí sinh Người Đẹp Thể Thao mang số báo danh 188 Bùi Thị Hồng Trang.
thí sinh mang số báo danh 014 Huỳnh Trần Ý Nhi, người đẹp thời trang. Bạn cũng là thí sinh đã có mặt trong top 20. Và như lúc nãy đã công bố, chúng tôi xin được chúc mừng người đẹp du lịch Lê Thị Kim Hậu mang số báo danh 193. Chúng tôi xin tiếp tục phần công bố các thí sinh còn lại có mặt trong top 20 chung cuộc. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 015 Trần Phương Nhi. Và ở vị trí số 9, xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 068 Mai Thị Hà Thu. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 512 Huỳnh Minh Kiên. Đầu tiên là quý vị đang có những cái tên của mình. Và thí sinh tiếp theo, xin được chúc mừng cô gái mang số báo danh 420 Trần Thị Thoa Thương. Xin chúc mừng số báo danh 123 Hoàng Thu Huyền. Tiếp theo xin được chúc mừng Nguyễn Thị Thúy Ngọc mang số báo danh 256. Xin chúc mừng Hoàng Thị Ý Nhi số báo danh 165. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay cho những thí sinh của chúng tôi ạ. Lúc này họ đang rất hồi hộp. Tiếp theo xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 142 Trần Thị Hồng Linh. Xin chúc mừng số báo danh 113 Phùng Thị Hương Giang. Chỉ còn 4 thí sinh nữa thôi ạ. Chúng ta sẽ cùng chúc mừng thí sinh mang số báo danh 102 Đỗ Thị Phương Thành. Xin chúc mừng số báo danh 039 Nguyễn Thị Phượng. Cái tên nào sẽ đi tiếp đây ạ? Vâng, chỉ còn 2 cái tên nữa thôi đi tiếp vào chung cuộc top 20 của Miss World Việt Nam 2023. Cô gái nào cũng rất xinh đẹp và rạng rỡ phải không ạ? Quý vị sẽ lựa chọn ai đây ạ? Vâng, chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 064 Đào Thị Hiền. Và thí sinh cuối cùng nằm trong top 20 những cô gái xinh đẹp rạng rỡ của Miss World Việt Nam 2023. Quý vị có hồi hộp không ạ? Vâng, giữa những gương mặt vô cùng xinh đẹp này ạ. Và ngay bây giờ, xin được chúc mừng cho cô gái mang số báo danh 158 Nguyễn Thiên Thành. Xin được chúc mừng cho 20 thí sinh xuất sắc nhất đã bước tiếp vào vòng trong. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các thí sinh còn lại. Các bạn đã có một phần thi hết sức là tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin mời các bạn hãy vào trong sân khấu để chuẩn bị cho phần tiếp theo. Thưa quý vị, như vậy là gương mặt tiềm năng cho quý vị tân hậu thế giới Việt Nam đã dần được lộ diện. Và chúng ta sẽ sớm biết được cô gái nào may mắn đăng quang vào cuối đêm thi ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng mong rằng tất cả quý vị khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho tất cả các cô gái của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là phần thi trang phục áo tắm của top 20 vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023. Đến với phần dự thi trang phục áo tắm của thí sinh mang số báo danh 211 Bùi Khánh Linh, cao 1m77, nặng 55kg với số đo 3 vòng 85, 58, 95. Thí sinh
sinh tiếp theo mang số báo danh 095, Võ Tấn Xanh Vi, với chiều cao là 1m76, nặng 55kg, số độ 3 vòng 83, 63, 92. Số báo danh 051, Nguyễn Ngân Hà, với chiều cao là 1m70, nặng 51,7kg, số đo 3 vòng 81, 59, 95. Số báo danh 303, Phạm Thị Tú Trinh, cao 1m65, nặng 44kg và số đo 3 vòng 78, 61, 89. Số báo danh 188, Bùi Thị Hồng Trang, cao 1m71, nặng 50kg, số đo 3 vòng 79, 61, 89. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 014, Huỳnh Trần Ý Nhi, cao 1m75, nặng 50kg, với số đo 3 vòng 79, 59, 89. Thí sinh mang số báo danh 193, Lê Thị Kim Hậu, với chiều cao là 1m68, nặng 48,6kg, số đo các vòng 82, 61, 88. Và đây là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 015, Trần Phương Nhi, với chiều cao 1m69, nặng 52kg, số đo 3 vòng 82, 59, 94. Thí sinh mang số báo danh 068, Mai Thị Hà Thu. Hà Thu cao 1m72, nặng 51,7kg, số đo các vòng 80, 59, 90. Và tiếp theo là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 512, Huỳnh Minh Kiên. Cô cao 1m71, nặng 53kg, với số đo 3 vòng 80, 61, 90. Số báo danh 420, Trần Thị Thoa Thương, với chiều cao 1m73, nặng 51,8kg, cùng số đo 3 vòng 88, 61, 94. Đây là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 123, Hoàng Thu Huyền, cao 1m74, nặng 49,1kg, số đo 3 vòng 78, 62, 90.
drop this. Thí sinh mang số báo danh 256 Nguyễn Thị Thúy Ngọc. Thúy Ngọc cao 1m78, nặng 53,5kg. Số đo 3 vòng 81, 61, 91. Hãy cùng chào đón thí sinh Hoàng Thị Yến Nhi, số báo danh 165, cô cao 1m70, nặng 46,3kg, cùng số đo 3 vòng 75, 59. Tiếp theo là thí sinh Trần Thị Hồng Linh, số báo danh 142. Cô có chiều cao là 1m72, nặng 49,2kg, cùng số đo 3 vòng 80, 58, 89. Số báo danh 113, Phùng Thị Hương Giang. Hương Giang cao 1m73, nặng 50kg, với số đo các vòng là 81, 60, 90. Xin được chào đón thí sinh Đỗ Thị Phương Thanh, số báo danh 102. Phương Thanh cao 1m74, nặng 49,8kg, cùng số đo 3 vòng 79, 60, 86. Số báo danh 039, Nguyễn Thị Phượng. Cô cao 1m74, nặng 53,6kg. Số đo 3 vòng 84, 58, 92. Và tiếp theo là phần tự thi của thí sinh mang số báo danh 064, Đào Thị Hiền. Cô cao 1m75, nặng 55kg, với số đo các vòng là 86, 63, 90. Phần thi thi của thí sinh mang số báo danh 158, Nguyễn Thiên Thanh. Cô cao 1m75, nặng 52kg, và số đo 3 vòng là 80, 62,5 và 93. Sẽ cùng cổ vũ và nhìn ngắm top 20 thí sinh tràn đầy năng lượng. Và các bạn đã có một phần trình diễn một lần nữa, đem đến với tất cả chúng ta một bầu không khí thật nóng trong đêm chung kết toàn quốc hôm nay. Xin được cảm ơn top 20 thí sinh. Và thưa quý vị,
các bạn đã vừa trình diễn trang phục áo tắm đến từ nhà thiết kế NGC. Một lần nữa xin được chúc mừng các bạn đã vừa hoàn thành. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa được ngắm nhìn một vẻ đẹp vô cùng khỏe khoắn và quyến rũ trên sân khấu này. Và trong số 20 cô gái xinh đẹp hiện diện trên sân khấu của Maryland Quy Nhơn sẽ chỉ có 10 cái tên được đi tiếp vào vòng tiếp theo mà thôi. Và thưa quý vị, lúc này thì trên tay của Danh Tùng và Thụy Vân, chúng tôi đã có được kết quả của top 10 chung cuộc. Và đây là kết quả chúng tôi đã vừa cập nhật từ ban giám khảo. Ngay sau đây chúng tôi xin được chúc mừng và chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố. Cái tên đầu tiên, nhan sắc đầu tiên có mặt trong top 10 chung cuộc. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 051, Nguyễn Ngân Hà. Và cô gái tiếp theo sẽ lọt vào top 10 trong cuộc thi năm nay. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 512, Huỳnh Minh Kiên. Và thí sinh sẽ tiếp tục tiến lên phía trên. Thí sinh mang số báo danh 402, Trần Thị Thoa Thương. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, và thí sinh thứ tư sẽ lọt vào top 10 của chúng tôi ạ. Rất hồi hộp đúng không ạ? Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 014, Huỳnh Trần Ý Nghi. Vâng, chắc chắn là những tiếng hò reo và những tràng pháo tay vừa rồi, tất cả những cô gái trong top còn lại cũng đang rất chờ đợi. Và chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng tới thí sinh mang số báo danh 165, Hoàng Thị Yến Nhi. Xin chúc mừng. Như vậy là chúng ta đã có 5 thí sinh trong top 10. Và thí sinh tiếp theo rất hồi hộp, xin được chúc mừng thí sinh thứ 6 nằm trong top 10 của chúng tôi ạ. Thí sinh mang số báo danh 102, Đỗ Thị Phương Thanh. Cô gái sẽ có cơ hội di chuyển và tiến lên phía trên để đến với top 10, đó là thí sinh Nguyễn Thị Phượng mang số báo danh 039. Xin chúc mừng. Sẽ chỉ còn 3 cái tên nữa tiếp tục đi vào vòng sau mà thôi ạ. Lúc này thì chắc chắn là quý vị cũng đã có những cái tên của riêng mình. Và chúng tôi ngay bây giờ sẽ công bố thí sinh tiếp theo mang số báo danh 064, Đào Thị Hiền. Thưa quý vị, sau cái tên Đào Thị Hiền được sướng lên sẽ là cái tên. Và còn 2 thí sinh trong top 10 thôi. Và chúng ta sẽ cùng gửi lời chúc mừng tới thí sinh Bùi Khánh Linh, số báo danh 211. Xin chúc mừng. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta chỉ còn lại một cô gái cuối cùng, một thí sinh cuối cùng sẽ có mặt trong top 10. Và thưa quý vị, đây cũng chính là thí sinh đã đạt danh hiệu người đẹp được yêu thích nhất vòng chung kết toàn quốc với tổng điểm bình chọn từ khán giả qua cổng bình chọn chính thức và điểm từ ban giám khảo cao nhất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ biết được cô gái ấy là ai. Chúng tôi sẽ mời bộ phận kỹ thuật đã sẽ giúp chúng tôi công bố. Chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 404, Phạm Hương Anh. Với tình yêu của khán giả thì Phạm Hương Anh đã giành được chiếc vé cuối cùng để đi tới top 10 của Hoa hậu Miss World Việt Nam 2023. Vâng, và chúng tôi cũng xin được chúc mừng các thí sinh
còn lại các bạn đã có được những giây phút tỏa sáng trên sân khấu để chung kết toàn quốc hôm nay. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tạo nên những khoảnh khắc thật đáng nhớ với Miss World Việt Nam 2023. Và thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa và chúng ta hãy cùng chúc mừng cho top 10 của Miss World Việt Nam 2023. Còn bây giờ, thưa quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với đêm chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam từ sân khấu Maryland Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Và người đứng bên phải Phương Anh ngay lúc này đó chính là đương kim Hoa hậu Thế giới 2021 Carolina Bielorska. Hello Carolina, how are you tonight? And how are you feeling when coming back to Vietnam and attending the final night of Miss World Vietnam 2023? Xin chào Vietnam. This is my third time in this beautiful country and coming back was seriously like a dream come true. I have so many beautiful memories from the last time and I met wonderful friends who really treated me like a part of their family. So they made me feel like home. And I also want to take this time to congratulate to all the contestants. They are making an incredible job on stage and we are proud of all of them. And I'm keeping my fingers crossed for the top 10. Thank you, Carolina. Carolina chia sẻ rằng đây là lần thứ 3 cô được quay trở lại Việt Nam và cô cảm thấy rất là vui mừng như là một giấc mơ được thành hiện thực. Bởi vì tại đây, tại Việt Nam, cô có rất là nhiều kỷ niệm vô cùng ý nghĩa và có thêm nhiều người bạn mới sát cánh cùng với cô. Và cô cũng xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn thí sinh của vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 và các bạn vô cùng tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. And Carolina, you look gorgeous as always. Can you share with us your secret to stay beautiful and energetic on the time? Besides the fact that you have absolutely the best glam team here in Vietnam, the best makeup artists, hairstylists, fashion designers, I also want to say that what keeps me energetic are the people I work with. I'm blessed to meet so many people around the world and also help children worldwide, that this really keeps me going. Thank you for your sharing, Carolina. Carolina chia sẻ rằng những hình ảnh mà quý vị đang thấy đó là nhờ vào công sức của đội ngũ chuyên gia make up cùng với các nhà thiết kế và cô xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên trong ekip của mình. Và bên cạnh đó thì cô cũng cố gắng được ở bên cạnh những người có nhiều năng lượng tích cực để lấy cảm hứng từ điều đó. And I know you will have your final walk at the end of this year in India. So how have you prepared for that? Well, I may not come over to India and keep the crown. I'm really thinking about that. However, to be honest, I think that this year's Miss World final show will be one of the most spectacular final shows ever. So I'm really looking forward to it. But until this will happen, I will try to gather as many wonderful memories as possible before I pass my crown. Như vậy là hành trình đương nhiệm của đương kim Hoa hậu Thế giới Carolina sẽ kết thúc trong vài tháng nữa tại Ấn Độ. Và cô ấy đang cố gắng hết sức để tận hưởng những giây phút ý nghĩa cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình. Và chúng tôi cũng xin chúc cho cô ấy thật là nhiều may mắn trên hành trình kế tới. We wish you all the best in your upcoming journey and thank you for being here with us tonight. Quý vị thân mến, ngay trên sân khấu của Miss World Việt Nam ngay lúc này, xin mời quý vị cùng chúng tôi cảm nhận vẻ đẹp lãng mạn, bí ẩn và đầy sức sống của đất nước Ấn Độ thông qua tiết mục trình diễn mang tên Về Với Em. Hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của nữ ca sĩ Võ Hà Trâm. Cùng quý vị và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến phục dạ hội của các thí sinh Miss World Việt Nam 2023.
mang số danh 051 Nguyễn Ngân Hà. Hiện nay cô đang là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Phần dự thi trang phục dạ hội của thí sinh tiếp theo, thí sinh mang số báo danh 420 Trần Thị Thoa Thương. Thoa Thương đang là sinh viên của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng. Số báo danh 165 Hoàng Thị Yến Nhi. Cô là sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Thí sinh thêm phần tỏa sáng trên sân khấu lúc này là trang sức ngọc trai cao cấp Long Whisper. Phần dự thi của thí sinh tiếp theo mang số báo danh 102 Đỗ Thị Phương Thanh. Là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Và đây là phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Phượng, số báo danh 039. Cô đang là sinh viên của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
cùng đến với phần dự thi của thí sinh số báo danh 404 Phạm Hương Anh. Cô là sinh viên của trường British International School Hà Nội. Sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của top 10 thí sinh trong đêm chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023. Một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho top 10 thí sinh vòng chung kết toàn quốc trước khi chúng ta chính thức đến với phần công bố kết quả top 5 chung cuộc. Vâng, thưa quý vị, và cô gái đầu tiên sẽ bước vào top 5 chung cuộc chính là người đẹp nhân ái của Miss World Việt Nam 2023. Và ngay lúc này thì chúng tôi xin mời lên sân khấu, đó chính là kết quả từ ban giám khảo để biết được top 5 thí sinh sẽ đến với phần thi tiếp theo, đó là phần thi ứng xử. Xin được chúc mừng 10 thí sinh cho đến giờ phút này. Các bạn đã có được rất nhiều những khoảnh khắc, đó là những thứ tài sản rất quý giá khi các bạn đồng hành cùng với Miss World Việt Nam năm 2023. Vâng, và có thể thấy rằng là kết quả đang được chuyển từ trưởng ban giám khảo tiến về khu vực sân khấu ngay lúc này. Và sẽ chỉ có 5 tên gọi được đi tiếp vào vòng sau mà thôi. Dù cô gái nào may mắn đi vào vòng sau thì chúng tôi rất cần sự cổ vũ động viên tinh thần của tất cả quý vị. Và thưa quý vị, lúc này thì trên tay của chúng tôi đã có kết quả 5 cái tên của 5 thí sinh top 5, thưa quý vị. Và như Thủy Vân đã vừa chia sẻ, thí sinh đầu tiên là vào top 5, đây chính là thí sinh người đẹp nhân ái. Và chúng ta hãy cùng chúc mừng thí sinh mang số báo danh 064 Đào Thị Hiền. Xin chúc mừng Đào Thị Hiền. Chúng tôi xin kính mời lên sân khấu ông Lê Quang Chip, đại diện địa điểm lưu trú sẽ lên chào cúc, và bà Hoàng Thu Thủy, đại diện nhà tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ sẽ lên trao sash cho người đẹp nhân ái. Thưa quý vị, những người đẹp của chúng ta họ đã có những dự án nhân ái có thể nói là chạm tới cảm xúc của rất rất nhiều quý vị theo dõi. Và cuối cùng thì người đẹp Đào Thị Hiền đã chiến thắng và trở thành người đẹp nhân ái trong cuộc thi Miss World Việt Nam 2023. Người đẹp nhân ái đã gọi tên số báo danh 064, nhưng tôi tin rằng tất cả những dự án nhân ái mà các bạn đã làm được trong cuộc thi này sẽ mang lại những ý nghĩa vô cùng to lớn cho cộng đồng. Vâng, và thưa quý vị, một lần nữa chúng ta sẽ cùng chúc mừng người đẹp nhân ái Đào Thị Hiền. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đại biểu. Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ thì đây chính là thí sinh đầu tiên đến với phần thi ứng xử của mình. Xin mời Đào Thị Hiền sẽ đứng gần hơn về phía danh tổ. Ngay sau đây thì bạn sẽ bốc thăm để biết được thành viên ban giám khảo nào sẽ là người đưa ra câu hỏi dành đến cho bạn. Vâng, bạn có thể cho chúng tôi biết. Giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho em là MC diễn viên Vân Trang ạ. Xin mời Vân Trang. Chào bạn. Và câu hỏi của bạn là: có người nói rằng mạng xã hội sẽ mang những người lạ kéo gần lại hơn, và cũng sẽ đẩy những người thân ra xa hơn. Bạn nghĩ sao về câu nói này? Vâng, vừa rồi là câu hỏi của diễn viên MC Vân Trang dành đến cho bạn. Bạn có thể đứng dịch lên phía trên này để giúp
đến gần hơn với quý vị khán giả trong phần trả lời ứng xử của mình. Mỗi thí sinh sẽ có 2 phút để các bạn trình bày và thể hiện quan điểm. Bạn đã sẵn sàng chưa? Xin mời. Em xin cảm ơn câu hỏi của diễn viên Văn Trang và em xin phép được chào toàn thể quý vị đang có mặt ở Maryland, Quy Nhơn. Có người nói rằng mạng xã hội đang khiến cho những người đang kết nối lại gần với nhau hơn, nhưng lại khiến, cũng đồng thời cũng khiến người, mọi người dịch xa nhau hơn. Điều đó cũng đúng bởi vì có một điều không thể nào phủ nhận rằng đó là mạng xã hội là một cuộc cách mạng của sự kết nối và mạng xã hội đang khiến cho chúng ta gần hơn. Nhưng bên cạnh đó, nếu chúng ta quá lạm dụng mạng xã hội thì nó cũng có thể khiến cho chúng ta mất đi những giá trị về sự kết nối truyền thống như là gia đình hay là bạn bè. Nhưng mà em tin rằng nếu chúng ta thật sự trân trọng những khoảnh khắc trôi qua và trân trọng những người ở cạnh chúng ta thì dù là sự kết nối là vô hình hay là hữu hình thì trái tim của chúng ta vẫn hướng về nhau và vẫn luôn có sự kết nối về nhau. Và em tin rằng chúng ta sẽ phân biệt được thế giới ảo và thế giới thật và sẽ trân trọng những thứ ở thế giới thật hiện tại và những người ở bên cạnh. Em xin cảm ơn. Vâng, và xin được chúc mừng thí sinh đầu tiên đến với phần thi ứng xử, đó chính là người đẹp nhân ái, thí sinh Đào Thị Hiền mang số báo danh 064. Và ngay lúc này đây thì Đào Thị Hiền sẽ di chuyển sang vị trí phía bên này ạ, để chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Và bạn nhớ là bạn hãy cổ vũ cho các thí sinh còn lại trong phần thi ứng xử nhé. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được công bố thí sinh thứ 2 có mặt trong top 5 và đến với phần thi ứng xử này. Vâng, hãy cùng với Danh Tùng hướng tập trung của mình về phía những cô gái còn lại trong top 10. Và cái tên sẽ được xướng lên lúc này đó chính là Huỳnh Minh Kiên, số báo danh 512. Xin chúc mừng thí sinh thứ 2 trong top 5. Xin mời em sẽ bốc thăm, vị giám khảo sẽ dành câu hỏi cho em. Quý ban giám khảo xin đặt cho hỏi, đặt câu hỏi cho em, đó chính là Hoa hậu Lương Thùy Linh ạ. Xin mời Hoa hậu Lương Thùy Linh. Xin chúc mừng Minh Kiên đã lọt tới top 5 chung cuộc của cuộc thi Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 và chúc cho Minh Kiên sẽ hoàn thành tốt câu trả lời của mình. Câu hỏi của Minh Kiên là: bạn có suy nghĩ gì nếu ChatGPT được sử dụng trong ngành giáo dục tại Việt Nam? Bạn có thời gian 2 phút xin mời. Xin cảm ơn câu hỏi của Lương Thùy Linh và tôi xin phép được trả lời câu hỏi của mình. ChatGPT chính là một trí tuệ nhân tạo dùng để thay thế, dùng để tìm kiếm giống như Google và nó nâng tiến hơn. Và nếu mà đã được đưa vào ngành giáo dục thì chúng ta phải biết chắt lọc và chúng ta phải biết rằng là ChatGPT dùng để tham khảo, tham vấn thôi chứ không được lạm dụng nhiều quá. Và tôi đề cao trí tuệ và bộ não của con người luôn luôn là vĩnh cửu. Và tôi tin rằng mỗi thế hệ trẻ và cả thế hệ sau này sẽ biết được rằng là đâu là đúng, đâu là sai và biết rằng là chắt lọc mọi thông tin và luôn luôn dùng bộ não của mình để sáng tạo nhiều hơn và không lạm dụng vào ChatGPT quá nhiều. Tôi xin cảm ơn. Vâng, và đó là phần thi ứng xử của thí sinh Huỳnh Minh Kiên. Xin chúc mừng bạn, bạn đã hoàn thành phần thi ứng xử của mình. Xin mời. Rất nhanh đã có hai nhan sắc, hai cô gái đã vượt qua phần thi ứng xử. Sau đây chúng tôi xin chúc mừng và xin mời tiến gần hơn đến vị trí Danh Tùng. Đó chính là thí sinh thứ 3 trong top 5, thí sinh mang số báo danh, số báo danh, số báo danh 420, Trần Thị Thoát Thương. Xin chúc mừng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ biết được thành viên ban giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho Trần Thị Thoát Thương là ai. Dạ là vị ban giám khảo đặt câu hỏi cho em là bà Phạm Kim Dung, trưởng ban giám khảo ạ.
Xin chào Thoa Thương, chúc mừng em đã lọt vào top 5 của cuộc thi. Câu hỏi dành cho em là, ở những độ tuổi của các em, khi bắt đầu sự nghiệp, khi bắt đầu công việc của chính mình sau khi tốt nghiệp đại học, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều người để chúng ta cần tham khảo ý kiến, giúp mình định hướng cái công việc của mình. Vậy thì nếu để được gặp một người thì em sẽ muốn gặp ai? Theo em, trong độ tuổi trong và chắc chắn rồi, và ngay lúc này đây thì Danh Tùng sẽ có thêm một nhiệm vụ nữa là sẽ giúp bạn để có thể cầm mic và bạn cứ hoàn toàn để tâm tới việc trả lời của mình. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị dành đến cho Thoa Thương và xin mời em. Trong độ tuổi đang gặp những vấn đề áp lực thì những vấn đề thêm một tràng pháo tay nữa thưa quý vị, chắc chắn là ở vị trí của Thoa Thương thì chúng ta có thể hiểu được. Theo em thì nếu được chọn gặp một người ở tương lai thì em sẽ chọn gặp bản thân mình ở phiên bản tốt hơn. Và thật sự thì không ai có thể thay thế được bản thân mình khi mà chúng ta rơi vào bế tắc hay là tuyệt vọng hay là gặp một vấn đề nào đó trong xã hội, thì chính chúng ta sẽ là người giúp cho chúng ta đứng lên. Và vì vậy mà nếu được gặp một người trong tương lai thì em xin phép được gặp bản thân mình bản thân mình ở phiên bản tốt hơn Em xin cảm ơn. Xin được chúc mừng thí sinh Trần Thị Thoa Thương, bạn đã có phần thi ứng xử. Và chắc chắn là câu trả lời vừa rồi cũng đã giúp chúng ta rõ ý hơn. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ tiếp tục hướng tới những nhan sắc trong top còn lại. Cái tên thứ tư xin được gửi lời chúc mừng tới thí sinh mang tên. Xin chúc mừng Huỳnh Trần Ý Nhi, số báo danh 014. Xin mời. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này đây thì tại sân khấu này chúng tôi cũng có thể cảm nhận được rõ tình cảm của khán giả quê nhà đang ủng hộ cho bạn. Đây là một điều rất là tuyệt vời và chắc chắn là sẽ giúp bạn có được một phần trả lời thật tốt. Và bây giờ thì bạn sẽ bốc thăm và cho chúng tôi biết thành viên ban giám khảo nào sẽ là người đặt câu hỏi. Xin mời. Dạ, vị giám khảo đặt câu hỏi cho em đó chính là nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Xin mời anh Lê Thanh Hòa. Xin chào Ý Nhi và xin chúc em sẽ thật bình tĩnh và tự tin với câu trả lời của mình. Câu hỏi của em là, giới trẻ ngày nay thì thường gặp rất nhiều những cái áp lực trong cuộc sống, thì em đã từng gặp những cái vấn đề gì và giải quyết nó như thế nào? Lời nói đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến toàn thể quý vị ban giám khảo cũng như là bà con xứ Nẩu Em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Em nghĩ rằng trong mỗi chúng ta ai cũng có những nỗi áp lực của riêng mình, và em cũng vậy. Em cũng có một nỗi áp lực, đó chính là áp lực đồng trang lứa. Như mọi người cũng biết thì em được sinh ra trong thời bình, khi em có đầy đủ tất cả các điều kiện để có thể phát triển, học tập và hoàn thiện bản thân. Vì vậy mà em luôn luôn cố gắng, nhưng không phải em không có áp lực cho riêng mình. Áp lực của em đó chính là em sợ rằng em không giỏi bằng người khác. Em sợ rằng em không đủ thành công như con nhà người ta. Một cụm từ vô cùng là đầy định kiến và sự so sánh. Nhưng mà mọi người biết không? Mỗi người có những cái xuất phát điểm khác nhau và những ưu điểm khác nhau. Vì vậy chúng ta không nên so sánh bản thân mình với bất kỳ ai, mà chúng ta hãy nhìn vào cái ưu điểm của mình, những điểm mạnh của mình để có thể phát huy nó thật là tốt. Và có một câu nói mà em vô cùng tâm đắc, đó chính là áp lực tạo nên kim cương. Em nghĩ rằng
nếu chúng ta biết tận dụng áp lực đó, nó sẽ khiến chúng ta phát triển hơn, khiến chúng ta đi đến thành công nhanh hơn và chúng ta sẽ trở thành một viên kim cương vô cùng là tỏa sáng. Nhưng nếu chúng ta không biết cách áp dụng những cái áp lực đó thì nó sẽ biến chúng ta chỉ trở thành một đám đất vụn vô cùng bình thường. Em xin cảm ơn. Xin được chúc mừng Hương Trần Ý Nhi, số báo danh 014, vừa hoàn thành phần thi ứng xử. Và coi đây, chúng ta có thể cảm nhận được những tình cảm và sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình của khán giả nơi đây và những người đã có mặt tại chính sân khấu này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, cả những quý vị khán giả theo dõi truyền hình nữa. Và thưa quý vị, như chúng ta biết, trong phần thi ứng xử vừa rồi, qua cách trả lời của từng cô gái thì mỗi cô gái đều truyền tải những thông điệp rất riêng của mình. Đó là những thông điệp tích cực, là thông điệp để giúp hành trình tiếp theo của các bạn sẽ hoàn thiện dần và thành công. Những cô gái còn lại, các bạn thân mến, chỉ còn một cái tên nữa sẽ được danh tụng sướng lên. Và dù cái tên này là ai đi chăng nữa thì chúng tôi tin rằng là những nụ cười sẽ vẫn nở trên môi tất cả chúng ta, bởi vì chúng ta đã có một đêm thật tuyệt vời với nhau, đúng không ạ? Thưa quý vị, thí sinh cuối cùng trong top 5 và sẽ là thí sinh đến với phần thi ứng xử cuối cùng. Chúng tôi xin sướng tên thí sinh. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 211 Bùi Khánh Linh. Và chúng tôi cũng xin được chúc mừng những nhà xếp còn lại, các cô gái còn lại trong top 10. Chúc các bạn sẽ tiếp tục có những khoảnh khắc thật sự tuyệt vời cùng với đêm chung kết hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin mời Khánh Linh sẽ tiến gần hơn tới nơi để lá phiếu bốc thăm. Bạn cho tôi biết rằng là quý vị giám khảo nào sẽ là người dành câu hỏi đến cho bạn? Vị ban giám khảo đặt câu hỏi cho em là Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Xin mời Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Xin chào Khánh Linh. Hà chúc Khánh Linh sẽ bình tĩnh và hoàn thành thật tốt phần trả lời của mình. Và câu hỏi của Khánh Linh là hiện nay có rất nhiều bạn trẻ là idol trên mạng xã hội và cũng có rất nhiều người bất chấp mọi cách, bất chấp mọi thứ để trở thành idol trên mạng xã hội. Vậy thì Khánh Linh có suy nghĩ gì về hiện tượng này? Xin mời em. Nếu như em cảm thấy điều đó tự tin hơn cho em. Kính thưa quý vị, việc trở thành idol mạng hay một hiện tượng mạng đó là một nhu cầu chính đáng. Thế nhưng hiện nay vẫn có những tình trạng mọi người bắt chấp tất cả mọi thứ để trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Nguyên nhân đến từ việc cuộc sống ngày nay của chúng ta có quá nhiều sự hào nhoáng xung quanh, đặc biệt là trên mạng xã hội. Và Linh cảm thấy rằng đây là một điều cần phải có sự điều chỉnh. Và qua đây thì Linh cũng muốn truyền tải đến tất cả mọi người rằng vật chất rất là quan trọng. Thế nhưng điều quan trọng hơn đó là trí tuệ. Khi chúng ta là một người có trí tuệ thì chúng ta cho dù là trở thành một idol mạng hay là một người bình thường thì chúng ta sẽ có cách để tạo nên giá trị cho chính bản thân mình cũng như tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Em xin cảm ơn. Xin được chúc mừng Khánh Linh với phần thi ứng xử vừa rồi. Cảm ơn em. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã vừa đến với phần chia sẻ những suy nghĩ và những quan điểm cùng với những vấn đề được đặt ra rất đương đại, rất thời đại, rất thời sự của các thành viên ban giám khảo dành đến cho top 5. Một tràng pháo tay nữa để chúc mừng các bạn. Các bạn đã có mặt trong top 5 và đã vượt qua phần thi ứng xử. Thưa quý vị, ở cuối chương trình ngày hôm nay và chắc là không còn nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta sẽ biết được kết quả rất đáng chờ đợi trong đêm chung kết toàn quốc, đó là top 3 và những ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World Việt Nam năm 2023. Quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa quý vị nhé. Miss World Việt Nam 2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, số báo danh 216. Top 3 Miss World Việt Nam 2022, ngay sau đăng quang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông, ảnh bìa của các tạp chí. Liên tục xuất hiện trên những sàn diễn thời trang lớn với các vị trí quan trọng.
được các nhà thiết kế nổi tiếng ưu ái chọn là nàng thơ quảng bá cho các bộ sưu tập. Các cô gái thường xuyên làm diễn giả, là những nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ, là những cái tên được các nhãn hàng chọn mặt gửi vàng tham gia các game show, chương trình truyền hình. Á hậu Nguyễn Phương Nhi mang vẻ đẹp ngọt ngào, thu hút với đôi mắt sáng cùng nụ cười duyên dáng. Phương Nhi đem lại thiện cảm cho mọi người từ ánh nhìn đầu tiên. Với khả năng vũ đạo tốt, Phương Nhi bén duyên với âm nhạc. Cô tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc, xây dựng nội dung làm đẹp trên các kênh cộng đồng. Tháng 5 vừa qua, cô được công bố là đại diện Việt Nam tham gia Miss International 2023. Với nhan sắc ngọt ngào, ngoại hình cân đối, tri thức, tài năng, bản lĩnh và trái tim nóng, nàng hậu được trông đợi và tin rằng sẽ ghi dấu cao tại cuộc thi. Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây chú ý với chiều cao ấn tượng, khả năng ngôn ngữ nổi bật và trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ. Chỉ sau 2 tháng sau khi đăng quang Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2022, Bảo Ngọc trở thành niềm tự hào của Việt Nam khi vượt qua hơn 70 người đẹp trên khắp thế giới, chiến thắng ngôi vị Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập. Việt Nam! Người đẹp sinh năm 2001 còn được mệnh danh là nàng hậu tri thức khi liên tục giành được học bổng từ các trường đại học danh giá trên thế giới. Nàng hậu còn là đại sứ của các chương trình và dự án về văn hóa, truyền thông, môi trường. Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương được khán giả yêu mến với khả năng ứng xử thông minh cùng trình độ ngoại ngữ ấn tượng. Với cách dẫn dắt duyên dáng, Mai Phương thường xuyên xuất hiện với vai trò là MC trong các chương trình sự kiện lớn. Cô nàng còn có tài năng đánh đàn, ca hát, được nhiều khán giả yêu thích. Không chỉ trong hành trình Mai Phương chuẩn bị đến với đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss World, trước đó Mai Phương luôn được biết đến là cô gái có trái tim ấm với nhiều dự án nhân ái lan tỏa đến cộng đồng, nối dài vòng tay ấm. Hoa hậu Mai Phương chính thức công bố Yako by Mai Phương sẽ là dự án nhân ái mang đến Miss World 2023. Không chỉ Mai Phương, mà top 3 Miss World Việt Nam 2022 đều là những cô gái chăm chỉ tham gia thực hiện các hoạt động từ thiện, đem những giá trị nhân văn đến với xã hội. Chúc cho top 3 Miss World Việt Nam 2022 trong hành trình phía trước luôn xinh đẹp, tỏa sáng và nỗ lực viết tiếp nhiều thành công rực rỡ hơn nữa. Chúng ta gặp nhau lần đầu, có lẽ tôi chẳng thể quên được đâu, vì tôi đã khắc ghi vào tim thật sâu. Hôm nay chúng ta cùng chung nơi đây, có lẽ tôi sẽ phải nói lời này, một lời mà tôi cất giữ rất lâu. Cảm ơn rất nhiều vì đã ở bên tôi để cho tôi có hôm nay, tôi có hôm nay. Để giờ đây tôi đứng giữa mọi người, để giờ đây tôi hát giữa cuộc đời. Ngàn lần cho tôi gửi đến những yêu thương đã luôn bên cạnh tôi. Vì tuổi thanh xuân rồi sẽ đi qua, và rồi vinh quang cũng sẽ đi qua. Chỉ cần hôm nay ta sống cho những đam mê, không hề vội vã. We belong together, we belong together, we belong together, together forever, we belong together. Có lúc chúng ta giận nhau thật nhiều, có lúc chúng ta đã quên một điều, rằng ta đã thương nhau nhiều biết bao nhiêu. Hôm nay chúng ta cùng chung nơi đây, có lẽ tôi sẽ phải nói lời này, một lời mà tôi cất giữ rất lâu. Cảm ơn rất nhiều vì đã ở bên tôi để cho tôi có hôm nay, tôi có hôm nay. Để giờ đây tôi đứng giữa mọi người, để giờ đây tôi hát giữa cuộc đời.
ngàn lần cho tôi gửi đến những yêu thương đã luôn bên cạnh tôi. Vì tuổi thanh xuân rồi sẽ đi qua, và rồi vinh quang cũng sẽ đi qua. Chỉ cần hôm nay ta sống cho những đam mê không hề vội vã. We belong together, we belong together, we belong together, together forever. We belong together, we belong together, we belong together, together forever. We belong together. Nói về 11 tháng đương nhiệm ngôi vị Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022 vừa qua thì Phương Nhi chỉ muốn dùng hai từ, đó chính là biết ơn. Phương Nhi rất tự hào về những gì mà mình đã làm được trong suốt thời gian vừa qua. Từ là một cô gái rất là nhút nhát, rất là rụt rè, làm gì cũng cẩn trọng, cho tới một Á hậu Phương Nhi dám thể hiện bản thân, dám tự tin làm những gì mình muốn. Every great dream begins with a dreamer. Mọi giấc mơ tuyệt vời đều bắt đầu với một kẻ dám mơ mộng. Phương Nhi không bao giờ dám tự nhận mình là một người xinh đẹp hoặc tài giỏi, nhưng Phương Nhi là một người dám đấu tranh cho ước mơ của bản thân. Và Phương Nhi đứng ở đây đại diện cho một hình ảnh: nếu mà chỉ cần bạn dám bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình, dám theo đuổi đam mê, chắc chắn phía trước sẽ có rất là nhiều điều tuyệt vời đang đợi bạn. Và Phương Nhi cũng xin được cảm ơn ba mẹ, cảm ơn gia đình, cảm ơn các anh chị ekip, cảm ơn mọi người rất nhiều vì trong thời gian qua đã đồng hành cùng với Phương Nhi, đã luôn yêu thương Phương Nhi và chăm lo cho Phương Nhi. Cảm ơn hai chị, hai người chị của em. Cảm ơn hai chị vì đã luôn cố gắng và nỗ lực để tỏa sáng trong hào quang riêng của chính mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người vì đã luôn yêu thương Phương Nhi. Cảm ơn các bạn fan yêu quý vì đã support cho Phương Nhi, ủng hộ Phương Nhi, bảo vệ Phương Nhi cho bất cứ điều gì đang xảy ra. Và Phương Nhi tin là kết thúc là một cái mở đầu cho một hành trình tuyệt vời mới. Phương Nhi sẽ không bao giờ dừng lại ở đây. Phương Nhi kết thúc nhiệm kỳ nhưng không có nghĩa là mình sẽ dừng lại. Mình sẽ cố gắng, nỗ lực trau dồi bản thân mình nhiều hơn, đóng góp cho xã hội, đóng góp cho cộng đồng và cố gắng, nỗ lực đóng góp cho nghệ thuật. Phương Nhi sẽ không bao giờ để phụ lòng yêu thương của mọi người. Một lần nữa, Phương Nhi xin được cảm ơn mọi người rất rất nhiều.
2022, Miss Intercontinental 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Ngày hôm nay, xin cho phép Bảo Ngọc được đội lại chiếc vương miện Á hậu 1 của Miss World Việt Nam năm 2022. Đây đã là một chiếc vương miện để mang cho Bảo Ngọc rất là nhiều động lực để vươn xa hơn. Từ một cô gái đi thi không lo không nghĩ gì, cũng không biết là mình có gì, càng không biết mình sẽ đi về đâu. Bảo Ngọc đã có cơ hội được đại diện cho những nỗ lực của chính mình, của ekip, của những người Việt Nam để chinh chiến trên đấu trường quốc tế. Bảo Ngọc có một nguyện vọng thay lời tri ân của mình bằng một món quà, và đó là chiếc vương miện Miss Intercontinental Hoa hậu Liên lục địa vào một dịp kỷ niệm đặc biệt, đó chính là dịp kỷ niệm thứ 50. Dear World, last year I was crowned the first runner-up. Speaking from the heart, this has been my motivation to rise. Today, standing here on this stage once again, I'm proud to be representing Miss World Vietnam as the first runner-up and Miss Intercontinental as the first Vietnamese to conquer the crown after half a century. To everyone who is shooting for the moon, please remember, on your path, you might feel defeated. Look up to the stars. When the moon isn't full, the stars shine more brightly. And just like the moon, we grow through phases. But in the end, there will always be light as long as you dare to rise above the clouds. Trên hành trình này, Bảo Ngọc xin gửi một lời cảm ơn đến những người anh chị vì đã trở thành gia đình thứ hai của Bảo Ngọc. Xin gửi lời cảm ơn đến gia đình Bảo Ngọc. Cảm ơn ba mẹ vì đến giờ phút này đã mạnh mẽ cùng với con. Cho dù thế giới như thế nào thì con cũng chỉ cần có vậy thôi. Cảm ơn hai người chị em Mai Phương và Phương Nhi vì những tình cảm. Và cho dù có như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn tình cảm của chị em chúng ta là không thay đổi và sẽ mãi mãi như vậy. Cảm ơn tất cả những người thân thương đã đồng hành cùng Bảo Ngọc, đã sát cánh cùng Bảo Ngọc trong thời gian vừa qua. Và hãy xin thứ lỗi cho Bảo Ngọc nếu như thời gian qua Bảo Ngọc có làm cho mọi người thất vọng, làm cho mọi người buồn. Bảo Ngọc không hề có ý như vậy. Và hãy xin thứ lỗi cho Bảo Ngọc bởi vì ngày hôm nay mình cũng không thể nào kể hết tên của những người mình đã mang ơn. Bởi vì Bảo Ngọc có kể đến năm sau đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ không đủ với tình yêu và sự bao dung to lớn mà tất cả mọi người đã dành cho Bảo Ngọc. Lời cuối cùng Ngọc xin được nhắn nhủ: Ngọc còn vớt, nhân vô thập toàn. Bảo Ngọc chưa phải là người tốt nhất, nhưng vì niềm tin của tất cả mọi người, Bảo Ngọc sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn. Xin được cúi đầu cảm tạ tình yêu, sự bao dung và sự chở che của tất cả mọi người trong thời gian vừa qua. Forgive me for
2022, Miss World Việt Nam 2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Tôi là một cô gái luôn tin vào phép màu. Tôi đã có những ngày tháng được sống và làm việc với tất cả niềm đam mê, với tấm lòng, trong sự yêu thương của tất cả mọi người. Nhìn lại hành trình của mình, Mai Phương chỉ có thể nói rằng mình vô cùng hạnh phúc. Những bài học đã qua, những người bạn, những người đồng nghiệp đã gặp. Nhiều sự chỉ dạy, nhiều sự vấp ngã, nhưng tất cả đã làm nên một Mai Phương ngay bây giờ trên sân khấu này tại Quy Nhơn. Xin được chân thành cảm ơn mảnh đất Quy Nhơn, nơi hành trình của tôi bắt đầu. Con biết ơn bố mẹ rất nhiều, dù bố mẹ đang không ở đây. Bố mẹ đã dạy cho con biết sống là người tử tế, biết dạy cho con nhìn lại rằng mình đang là ai, mình đang ở đâu, biết dũng cảm đối mặt với tất cả thử thách, biết nhìn xung quanh để thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn, để hiểu rằng mình đang may mắn như thế nào. Em xin cảm ơn anh chị và ngôi nhà thứ hai của em. Mọi người đã luôn yêu thương em rất nhiều, luôn bao dung, chỉ dạy em. Mai Phương cảm ơn những người bạn, các bạn fans nữa, những người đã âm thầm động viên Mai Phương. Chị đã thấy mình cười, thấy mình hạnh phúc. Và hơn nữa, Mai Phương cũng không quên cảm ơn chính mình, vì đã luôn tiến về phía trước và sẽ vẫn luôn luôn là như vậy. My dear Carolina, welcome back to my homeland, Vietnam. You were there witnessing me being crowned as Miss World Vietnam. And I'm standing here so humbly grateful for the journey I've had. Today, I'll be taking my new steps with full pride. And whatever comes tomorrow, I shall move with grace and act with love. Mai Phương xin chân thành cảm ơn tình yêu của tất cả mọi người. Tình yêu là thứ sức mạnh vô biên. Chúng ta hãy yêu thương nhau nhiều hơn nhé. Và Mai Phương rất thương yêu Bảo Ngọc, Phương Nhi. Chúng ta sẽ luôn luôn là như vậy. Mai Phương cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thương Top 3 Miss World Việt Nam 2022. Cảm ơn Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Á hậu Nguyễn Phương Nhi. Chúc các bạn sẽ luôn là những nàng hậu lan tỏa nguồn năng lực tích cực của tuổi trẻ và tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những dự án tuyệt vời của tương lai. Từng hỏi đôi lời rằng ta đang là ai trên đời, cớ sao nhiều hoài mong, nhiều khao khát mơ mộng. Ta cũng từng yêu thật nhiều và luôn muốn được nâng niu, nên trái tim này thật thấu hiểu biết bao nhiêu. Nên ta ước mong sẽ mang mọi điều thanh xuân khát khao, ước mơ thật nhiều đến với mọi cô gái ở trên thế giới này. Vì phụ nữ là để yêu, phụ nữ luôn xứng đáng được nâng niu. Chỉ cần luôn vững tin để hạnh phúc chứng minh, em càng xinh càng thấu hiểu mình. Phụ nữ là để xinh, phụ nữ luôn xứng đáng được lung linh. Để hạnh phúc của em, để tình yêu của em như đại dương trên thế giới này xinh đẹp hơn.
này trên sân khấu, chúng ta đang được chào đón sự quay trở lại của 40 thí sinh vòng chung kết toàn quốc. Và hãy cùng với chúng tôi chào đón tất cả các bạn bóng chảo tay thật lớn. Xin được chào đón 40 thí sinh quay trở lại sân khấu. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần công bố cũng như trao các giải thưởng phụ của cuộc thi. Đầu tiên sẽ là phần trao giải cho các danh hiệu Người đẹp tài năng Nguyễn Ngân Hà mang số báo danh 051. Và người đẹp bản lĩnh mang số báo danh 303 Phạm Thị Tú Trinh. Cùng với đó là Bùi Thị Hồng Trang mang số báo danh 188, người đẹp thể thao. Xin được chúc mừng người đẹp thời trang mang số báo danh 014, Huỳnh Trần Ý Nhi. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Phạm Văn Minh, đại diện đối tác chiến lược, sẽ lên trao cúp cho người đẹp tài năng. Vâng, và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Bùi Xuân Khoa, đại diện đơn vị tài trợ lưu trú sẽ lên sân khấu để trao cúp dành đến với người đẹp bản lĩnh. Xin trân trọng kính mời bà Phạm Kim Nga, đại diện đơn vị bảo trợ truyền thông, sẽ lên trao cúp cho người đẹp thể thao. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Đặng Quốc Tuấn, đại diện đơn vị bảo trợ truyền thông, sẽ lên trao cúp cho người đẹp thời trang. Cảm ơn quý đại biểu và một lần nữa xin được chúc mừng tất cả các người đẹp của vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi sẽ công bố và chúng ta đến với phần trao giải thưởng dành đến với các danh hiệu. Đó chính là danh hiệu người đẹp được yêu thích nhất vòng chung kết toàn quốc. Chúng tôi xin chúc mừng và xin mời lên phía trên, đó chính là thí sinh mang số báo danh 404 Phạm Hương Anh. Chúng tôi cũng xin phép được công bố kết quả thí sinh đã chiến thắng danh hiệu người đẹp áo dài. Xin được chúc mừng số báo danh 420 Trần Thị Thoa Thương. Và xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 102 Đỗ Thị Phương Thanh, cô gái xuất sắc giành danh hiệu người có làn da đẹp nhất của Miss World Việt Nam 2023. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Văn Toản, đại diện cổng bình chọn chính thức sẽ lên sân khấu để trao cúp và search cho người đẹp được yêu thích nhất vòng chung kết toàn quốc. Xin kính mời. Xin trân trọng kính mời bà Sam Nguyễn, đại diện nhà tài trợ thức uống sức khỏe, sẽ lên trao cúp và search cho người đẹp áo dài. Xin được trân trọng kính mời bà Đồng Đông Thảo, đại diện nhà tài trợ độc quyền chăm sóc tóc, sẽ lên trao cúp và sát cho người có làn da đẹp nhất. Một lần nữa xin được chúc mừng các người đẹp với các danh hiệu. Và chúng tôi xin được cảm ơn các quý vị đại biểu. Thưa quý vị, và ngay lúc này thì tất cả chúng ta cũng như là các thí sinh đều rất hồi hộp. Bởi vì ngay sau đây sẽ là lúc mà chúng ta sẽ biết được top 3 chung cuộc sẽ là cái tên nào. Thưa quý vị, một lần nữa thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn lại nhan sắc của top 5 cô gái xinh đẹp. Bây giờ xin mời top 5, chúng ta sẽ tiến lên phía trước để lắng nghe kết quả.
Vâng, thưa quý vị, kết quả đã có trong tay của chúng tôi. Và đây là một giây phút vô cùng hồi hộp, bởi vì chúng ta sẽ đến với phần công bố chủ nhân của danh hiệu Á Hậu 2. Chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng và công bố Á Hậu 2 của Miss World Việt Nam 2023 đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 512 Huỳnh Minh Kiên. Xin chúc mừng. Xin chúng tôi lên sân khấu trao giải cho Á Hậu 2 Miss World Việt Nam 2023. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Thành, cố vấn phẫu thuật thẩm mỹ sẽ lên trao hoa. Và chúng tôi xin kính mời lên sân khấu bà Bùi Thị Mỹ Cảnh, đại diện nhà tài trợ Phương Miện và trang sức ngọc trai cao cấp sẽ lên chào cúc. Và Á Hậu 2 Miss World Việt Nam 2022 Nguyễn Phương Nhi sẽ lên trao tiara cùng sắc cho Á Hậu 2 của Miss World Việt Nam 2023. Và đáng nhớ của Á Hậu 2 Huỳnh Minh Kiên mang số báo danh 512 đến từ Ninh Thuận. Vâng, và như vậy là chúng ta đã biết được một trong ba tên, một trong ba nhan sắc của top 3 Miss World Việt Nam 2023. Đó chính là Á Hậu 2. Một lần nữa xin được chúc mừng bạn. Xin chúc mừng Huỳnh Minh Kiên, Á Hậu 2 Miss World Việt Nam 2023. Chúng tôi xin được cảm ơn Á Hậu Phương Nhi và các quý vị đại biểu. Chúng tôi cũng xin được mời bà Bùi Thị Mỹ Cảnh sẽ cùng nán lại sân khấu để một lần nữa chúc mừng cho các danh hiệu tiếp theo. Và thưa quý vị, trên sân khấu lúc này đây thì như quý vị thấy, sự tập trung của chúng ta sẽ cùng hướng tới đó chính là 4 thí sinh trong top 5. Sẽ chỉ còn 2 cái tên nữa được chúng ta sướng lên trong đêm chung kết ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi đến với phần công bố danh hiệu Á Hậu 1. Vâng, nghe MC Danh Tùng chia sẻ thì tôi cảm thấy hồi hộp hơn nữa. Vâng, và thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với danh hiệu Á Hậu 1 của cuộc thi Miss World Việt Nam 2023. Vâng, và danh hiệu Á Hậu 1 Miss World Việt Nam 2023 đã gọi tên thí sinh Đào Thị Hiền, số báo danh 064. Xin chúc mừng Đào Thị Hiền, số báo danh 064. Đây chính là Á Hậu 1 của Miss World Việt Nam 2023. Xin chúc mừng bạn. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu trao giải cho Á Hậu 1 Miss World Việt Nam 2023 Hoa hậu Đoàn Thiên Ngân, giám đốc phát triển thương hiệu Sâm Tươi Sâm Vàng, nhà tài trợ Kim Cương sẽ lên trao hoa. Chúng tôi xin mời lên sân khấu bà Lê Thị Xuân, cố vấn thẩm mỹ và spa sẽ lên trao cúp. Và xin được trân trọng kính mời Hoa hậu Liên Lục Địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ lên trao sắc và tiara cho Á Hậu 1 của Miss World Việt Nam 2023. We'll be right back.
sắc của Hoa hậu Miss World Việt Nam 2023 cũng chính là người đẹp nhân ái của cuộc thi. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn Hoa hậu Bảo Ngọc và quý đại biểu. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2023 Đào Thị Hiền. Thưa quý vị, và trước khi đến với phần hấp dẫn nhất của đêm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng một lần nữa tuyệt phẩm Vương Miện của Miss World Việt Nam 2023 qua thước phim ngắn sau đây. Xin mời quý vị. Vương Miện Miss World Việt Nam 2023, non nước Việt, tượng trưng cho vẻ đẹp trường cửu của dân tộc, là sự hội tụ của các yếu tố núi non, biển cả và ngọc trai. Thiết kế Vương Miện Miss World Việt Nam 2023 mang hình ảnh của những lớp sóng cuộn trào khơi xa, hòa cùng những ngọn núi trùng điệp, hòa quyện và kết tinh qua thời gian, lưu giữ những viên ngọc quý. Vương miện được làm bằng vàng, đính kết kỳ công 999 viên đá quý trắng và 229 viên đá quý xanh lộng lẫy, cùng 168 viên ngọc trai quý giá, mang ý nghĩa thịnh vượng và tốt lành, mãi mãi song hành cùng con đường tỏa sáng của Tân Hoa Hậu trong hành trình lan tỏa sắc đẹp và lòng nhân ái. Vương miện Miss World Việt Nam 2023, non nước Việt. Sẽ cùng đến với nghi thức trao nhận Vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Và ngay sau đây chúng tôi xin được kính mời bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức cuộc thi, sẽ tiến lên sân khấu để chuẩn bị sẵn sàng cho phần thực hiện nghi thức đặc biệt này. Cùng với đó xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của chiếc vương miện non nước Việt dành riêng cho Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Chiếc vương miện được bà Bùi Thị Mỹ Cảnh trực tiếp lên ý tưởng và chế tác. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời bà Bùi Thị Mỹ Cảnh sẽ trao lại vương miện cho trưởng ban tổ chức Miss World Việt Nam 2023, bà Phạm Kim Dung. Và xin được cảm ơn bà Bùi Thị Mỹ Cảnh. Và chúng tôi cũng xin mời bà Phạm Kim Dung sẽ nắn lại sân khấu. Quý vị thân mến, có thể thấy là chiếc vương miện dành cho Tân Hoa Hậu đã sẵn sàng để chào đón chủ nhân của mình. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời ba cô gái còn lại trong top 5 sẽ tiến về vị trí để lắng nghe phần công bố kết quả. Và chúng tôi xin mời bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức, sẽ tiến lên để công bố kết quả thí sinh sẽ trở thành Hoa Hậu Thế giới Việt Nam 2023. Kính thưa quý vị, trên tay tôi đang là danh hiệu Hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Dù đã nhiều lần quyết định ở cái thời điểm này, nhưng mà bản thân tôi lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp, vừa buồn vừa vui. Vui vì chúng tôi sẽ có một top 3 mới, một top 5 mới. Vui vì cuộc thi đã kết thúc thành công rực rỡ. Nhưng tôi cũng có nỗi buồn vì tôi cũng sẽ chia tay những cô gái thân thương của chúng tôi. Các em thí sinh thân mến, có thể hôm nay chúng ta sẽ dừng lại đây ở hành trình này, nhưng mà sẽ còn rất nhiều những hành trình khác đang chờ đợi các em. Và tôi muốn chia sẻ với các em rằng, để đến được nơi nắng vàng đất mật, phải trải lòng trăm trận gió mưa xa. Mỗi một hành trình của chúng ta đi, nếu muốn đạt được kết quả tốt, chúng ta phải rất là gian nan, rất là đầu tư. Mong rằng là kết quả này sẽ làm tất cả chúng ta cảm thấy thỏa mãn. Và ban giám khảo chúng tôi đã làm việc hết sức công tâm và trách nhiệm. Sau đây tôi xin đọc tên Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đã thuộc về thí sinh mang số báo danh. Huỳnh Trần Ý Nhi đến từ Bình Định. Vâng, và thưa quý vị, như vậy là Tân Hoa hậu Miss World Việt Nam đã gọi tên Huỳnh Trần Ý Nhi mang số báo danh 014. Xin chúc mừng Ý Nhi.
Ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Anime Staigi, giám đốc điều hành công ty cổ phần dược phẩm RVOPV, nhà tài trợ Kim Cương sẽ lên trao hoa đăng quang cho tầng hoa hậu. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn hai cô gái còn lại trong top 5. Xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, và trên sân khấu lúc này là tác phẩm hoa đăng quang dành riêng cho tân hoa hậu với tên gọi Bích Lam Tri Vân sẽ được trao cho hoa hậu của chúng ta thay cho lời chúc mừng, ước vọng về một hành trình đương nhiệm nhiều thành công rực rỡ. Xin cảm ơn quý đại biểu. Thank you. Và thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Trương Anh Tú, đại diện nhà phát triển dự án Maryland Quy Nhơn, đơn vị tài trợ địa điểm tổ chức vòng chung kết toàn quốc sẽ lên trao cúp cho tân hoa hậu thế giới Việt Nam. Xin kính mời ông. Xin được trân trọng cảm ơn ông Trương Anh Tú. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đương kim Miss World 2021 sẽ trao sash cho tân hoa hậu. We would like to invite Miss World 2021 Carolina Bieloska to award the sash to Miss World Vietnam 2023. Thank you, Carolina. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời tân hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi sẽ di chuyển về vị trí danh dự của mình tại ghế đăng quang. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hướng lên vị trí ghế đăng quang. Và chúng tôi xin mời Miss World Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương sẽ trao vương miện cho Miss World Việt Nam 2023. Cảm ơn Hoa hậu Mai Phương. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss World Việt Nam 2023 sẽ trao quyền trượng cho tân Hoa hậu thế giới Việt Nam. Cảm ơn bà Phạm Kim Dung cùng Hoa hậu Mai Phương. Ngay bây giờ xin mời Huỳnh Trần Ý Nhi sẽ bước những bước đi đầu tiên trong cương vị mới tân hoa hậu thế giới Việt Nam, Miss World Việt Nam 2023. Thưa quý vị, chắc chắn chặng đường sắp tới sẽ đặt lên vai tân hoa hậu của chúng ta với nhiều trọng trách, nhưng chúng tôi tin rằng bạn sẽ luôn được mọi người yêu quý, đồng hành và chia sẻ. Hãy vững tin để tạo nên một nhiệm kỳ thật đặc biệt, ghi tên của chính mình, Huỳnh Trần Ý Nhi. Và thưa quý vị, ngay lúc này chúng tôi xin mời Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, bạn sẽ quay trở lại vị trí ghế đăng quang. Và chúng tôi cũng xin mời hai á hậu ạ, sẽ cùng tiến về gần với tân hoa hậu để chúng ta sẽ cùng chia sẻ và chung niềm vui lớn lao này, cũng như là ghi lại những khoảnh khắc vô cùng đáng quý, khoảnh khắc đăng quang đặc biệt hôm nay. Vâng, và ngay lúc này chúng tôi xin mời top 3. Các bạn sẽ cùng chia sẻ niềm vui với mái nhà chung của mình, những thành viên của đại gia đình trong hành trình vừa qua top 40 nhan sắc cho đêm chung kết toàn quốc hôm nay. Vâng, và ngay lúc này xin mời ạ, top 3 cùng với tất cả người đẹp chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước ạ. Vâng, xin mời Ý Nhi.
niềm hân hoan thật trọn vẹn. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng như người dân nơi đây đã tạo điều kiện để chúng tôi tiếp tục có được thật nhiều kỷ niệm đẹp tại thiên đường biển Quy Nhơn trong suốt những ngày vừa qua. Và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tri ân sâu sắc tới toàn thể quý vị khán giả, các cô